chương 61. Lãng hoa. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chính như Lương Hy sở liệu, việc này đích xác không có nhất lên cái gì đại sóng gió. Phương tự lúc đi, nghệ thiên thượng có thể ở vinh vũ đông lý mính thi trên người đại làm văn, dù sao chuyện này đối với tiểu sinh hoa đáng là từ nghệ thiên xuất đạo, công ty ở trên người bọn họ hao phí đại lượng tài lực vật lực, cường điệu phát triển, cho không ít ưu việt, cứ như vậy đi theo người đại diện chạy, thật sự là có chút vong ân phụ nghĩa. Nhưng mà lúc này đối tượng thay đổi xào văn, đồng dạng cách nói liền đứng không vững, công ty lạnh nhạt xào văn là mọi người đều biết chuyện thực, hiện tại đỏ thẩm, thanh xuân Kỷ, cùng đang ở giống trống khu chiên tập lời nói kịch, tương đối vô luận, đều là này đại lý trù tính nhân lương hi bản thân kéo đến tài nguyên, cùng nghệ thiên cũng không quan hệ, một khi công khai chỉ trích, rất có khả năng bị lương hy bên này quan hệ xã hội quay giáo nhất kích, nói ra những năm gần đây ghẻ lạnh chân tướng, dẫn đường ngoài vòng tròn nhân đứng thành hàng. Đến lúc đó tuyến lo Jin hạ dư luận thanh khởi, đồng tình tâm tràn ra, lòng đầy căm phẫn võng dân cùng phan có rất nhiều, đâu thèm này đi ăn bán khác có phải không phải làm trái với ước, trái lại đổ muốn mắng khởi bị vi ước công ty này phương. Nếu Lương Hy lại ngoan một điểm, mượn hắn nhân tay phóng điểm nghệ thiên bên trong khắc hắc liêu. Cho nên cho dù là ăn ngậm bồ hòn cũng tốt, nhịn xuống một ngụm ác khí cũng thế, giờ phút này công ty cao tầng cho rằng bảo thủ vì thượng sách không có lo lắng sẽ không cần lên tiếng rõ ràng liền như vậy tức sự ninh người quan tòa cũng lười đánh trực tiếp dựa theo hợp đồng quy định nhận lấy hoa thịnh bên kia đưa tới vi ước kim không lại nhiều muốn huống chi hoa thịnh giải trí là nghiệp giới đầu sỏ bọn họ pháp vụ cùng quan hệ xã hội cũng không phải là ngồi không việc này nếu làm lớn chính là một hồi đánh lâu dài phiêu lưu quá lớn vì chính là một cái xào văn cùng lương hy thực tại không đáng giá. Này nhưng làm thái hoành mẫn khí tạc. Phương tự có thể tìm được nhà dưới, nàng không kinh ngạc, bởi vì hắn nhập vòng 10 năm, nhân mạch võng đã kiến lên, tìm được nguyện ý tiếp nhận của hắn tân đông gia cũng không khó, cho nên nàng kinh ngạc chính là bản thân đắc ý môn sinh phản bội, mà đối với Lương Hy, nàng đã sớm theo tin trợ công ích chuyện đó bắt đầu liền mang trong lòng cảnh giác, cho nên nàng cũng không ngạc nhiên Lương Hy rời đi, chính là vạn vạn không nghĩ tới, Lương Hy nhưng lại cũng thật sự tìm được chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa đối phương vẫn là môn quy thanh minh câu áp nghệ thiên nhất đẳng hoa thịnh giải trí. Đừng nói chờ nàng toàn thân tâm xử lý việc này khi đã lỡ mất thời cơ, liền tính kịp thời phản kích, cũng không nhất định có thể hòa nhau một ván. Hoa thịnh cường thế, sào văn thân thế phức tạp, nghệ thiên cao tầng bảo thủ tư thái. Này đó bụi gai, bất tri bất giác ngay tại Lặng Yên không một tiếng động trung phong kín nàng tiến công đường tức giận đến nàng kém chút lại ở trong văn phòng ngất, ăn vài ngày dược mới miễn cưỡng khôi phục lại. Lại bắt lương hy điện thoại, đã là không hào. Dưỡng hổ vì hoạn. Ngày 14 tháng 2, Tây Phương lễ tình nhân, từ nhiếp ánh đào giám chế, tương đối vô luận, ở dê thị rạp hát lớn trình diễn thủ tràng. Kịch trung có tam đôi nam nữ tham thảo tình yêu, nhìn như là ba cái độc lập không quan hệ chuyện xưa, lại ở trung phần sau tràng dần dần liên hệ ở cùng một chỗ, Chủ đề cũng từ tình yêu mở rộng mở ra, liên lụy đến tình bạn, tình thân cùng thời gian quan niệm. Này Trung Sào văn sức diễn là một cái vật lý giáo sư, nói chuyện nghiêm cẩn không thú vị, cao chỉ số thông minh thấp tình thương, luôn hội lấy vật lý bên trong định luật đến so sánh trong cuộc sống việc nhỏ, cho nên thường thường chọc bạn gái mất hứng. Ở thứ nhất mặt cãi nhau sau, bạn gái xinh khí đứng dưới tàn cây điệu nước mắt, hắn lại ngồi ở trên băng ghế lâm vào trầm tư đợi đến hắn lại nói chuyện khi xuất khẩu lại chẳng phải mở lời an ủi mà là một mặt vui sướng đứng lên hưng phấn nói ta đã biết ta đã biết tình yêu bản thân cũng là một loại lý luận a à, cỡ nào kỳ lạ cỡ nào tuyệt vời a à, tên ta đều muốn tốt lắm đã kêu làm tương đối vô luận tốt lắm thật sự là quá tuyệt vời sau đó hắn như là hoàn toàn đã quên phía trước tranh cãi bắt đầu tự nhiên cùng bạn gái chia sẻ của hắn này bước đầu lý luận, nói được đầu nhập chi cực, thẳng đem bạn gái tức giận đến phiến hắn một bạc tai sau, cũng không quay đầu lại bước đi. Thật không hiểu nên hắn thông minh, hay là nên nói ngu xuẩn. Thứ hai mạc bởi vậy kết thúc, toàn kịch manh mối từ đây xuất hiện. Tối sau kết cục là nam nữ chủ tiêu trường ngăn cách, hướng hôn nhân điện phủ, bạn gái cùng vật lý giáo sư chia tay, người trước khác mịch chân ái, người sau bước trên nước ngoài du học đi chung đường, muốn tiến thêm một bước hoàn thiện, tương đối vô luận, mà thứ ba đúng là yêu sớm tổ hợp, ước hẹn đại học tái kiến, tạm làm phân biệt, nhưng là nhiều năm sau hai người lại ở trên đường gặp thời điểm, lẫn nhau bên người đều đã có người kia, cuối cùng chính là nhìn nhau cười, gặp thoáng qua, này bung. Dù gặp nhau một màn, vừa vặn cùng thứ nhất mạc lý hai người giữa hồi ức mới quen hô ứng. Tình yêu không là định sổ, hạnh phúc là loại lựa chọn. Một giờ 45 phút sau, tương đối vô luận, ở một mảnh dời núi lấp biển bàn vỗ tay hạ chào cảm tạ. Sào văn đội tơ vàng mắt kính khuôn, thân mang một mặt kịch trang, cùng kịch tổ mặt tiền phía sau màn mọi người cùng nhau đứng ở trên vũ đài, đứng ở trước nhất xếp, đắm chìm trong ngọn đèn dưới. Cùng bên người những người khác giống nhau, hắn hướng thính phòng thật sâu cúc nhất cung. Tại đây sau chờ đợi của hắn là 10 ngày ngay cả diễn. Diễn hoàng này 10 tràng, tương đối vô luận, mới là chân chính kết thúc. Kịch bản công diễn, cổ động vương làm luận, thanh xuân kỹ, kịch tổ. Kha Thanh Di, Lan Hoàng, Lưu Úc Ánh cùng nhan mạng kể hết tham dự thủ tràng hàng trước xem kịch, mặt khác, Kha Thanh Di còn tha gia mang khẩu đem trương trạch Việt cũng cấp kéo đến đây. Người xem tan cuộc, năm người đợi đến hậu trường mọi người thu thập không sai biệt lắm, mới ôm bó hoa cùng an ủi phẩm hùng hùng hổ hổ xông vào hậu trường, cấp lương hy cùng sào văn đến đây vừa ra trở tay không kịp. Đương 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 đương. Lan Hoàng đem hoa dâng lên, đúng là sào văn cùng lương hy các hữu nhất thúc, chúc mừng thủ tràng viên mãn kết thúc. Sào văn ca diễn hảo tán. Nếu không là nhìn tràng khang diễn viên biểu, ta đều kém chút không nhận ra ngươi tới. Chúng ta đều vỗ y theo mà phát hành uy bộ, lực đỉnh ngươi. Lưu Úc bánh bởi vì tân diễn duyên cớ tiễn tề tóc mái, hoặc nhìn càng thêm tươi ngọt nhu thuận, nàng nói đúng vậy này bộ kịch thật sự thật phấn khích Sào Văn Ca cũng diễn hảo ta ở phía trước xếp nhận ra vài cái kịch bản lời bình nhân ta xem bọn hắn tự hồ cũng đều rất hài lòng thưởng thức bộ dáng vỗ tay thời điểm trên mặt mang theo cười đâu nhan mạng cầm trong tay đề gì đó phóng tới trên bàn trang điểm ôm nhu nói Sào Văn Ca vất vả ta mua một ít nhuận hầu hoa quả cùng hàm phiến của ngươi lời kịch số lượng lớn còn muốn ngay cả diễn 10 tràng nên đem cổ họng cấp dưỡng hảo. Ôi, Lan Hoàng ồn ào nói. Phía trước đối chúng ta khả không phải như vậy nói a, à, ngươi không phải nói chính là tùy tiện mua sao. Chật chật, mạng mạng a, à, ngươi này thiếu nữ tâm tư không khỏi có chút rất rõ ràng thôi. Lưu Úc Bánh cũng cười nhìn về phía nhan mạng. Nhan mạng mặt đỏ lên, trừng nói. Nói bậy bạ gì đó. Sào văn ca, hi hi tỷ, các ngươi khả đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Lương Hy Mân cười, lườm xào văn liếc mắt một cái. Từ lúc quay chụp, Thanh Xuân Kỷ, khi nàng liền phát giác nhan mạng đối xào văn quý chi tâm, vì việc này nàng còn riêng ở riêng về dưới cùng xào văn nói qua một lần, nói cho hắn biết nếu tưởng yêu đương lời nói nàng là sẽ không ngăn cản, chỉ cần thời khắc chú ý trường hợp, điệu thấp làm việc, không ảnh hưởng công tác có thể, đối phương cũng phải là tâm tư đứng đắn hảo nữ hài, giống nhan mạng loại này. Ai biết xào văn chính là mặt thang nói vô tâm tư. Cho nên chuyện này cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Đừng ầm ĩ, còn có hay không một điểm quy củ. Kha Thanh Di bản một trương mặt, tà bọn họ liếc mắt một cái, không biết hẳn là nhường đạo diễn ta trước tiên nói về sao. Ba cái tân sinh đại diễn viên ào ào chớ có lên tiếng. Kha Thanh Di đầu tiên là nhìn về phía Lương Hy. Phía trước nghe nói hiểu biết ước sự tình, tuy rằng không có hỏi ngươi, nhưng là trong lòng ta cũng có thể đại khái đoán ra cái thất thất bát bát, mặc kệ nói như thế nào, chúc mừng ngươi tự lập môn hộ, chính thức trở thành một mình đảm đương một phía người đại diện. Tân dãy số ta đã tồn tốt lắm, có khi nào thì hẹn ra mời ngươi ăn cơm ăn mừng ăn mừng. Lương Hy mỉm cười. Cảm ơn Kha Đạo, phải là ta thỉnh ăn cơm mới là. Ai, cũng chưa quay phim, còn gọi ta Kha Đạo làm gì. Bảo ta một tiếng thanh di là được rồi kha thanh di sản khoái nói rồi sau đó mới là nhìn về phía sào văn sau đó đâu chính là nên chúc mừng sào văn thủ tràng thương diễn kịch bản lấy được thành công của ngươi vũ đại biểu diễn rất xuất sắc xem ra học được không ít này nọ tương đối vô luận kịch bản viết phi thường tốt hoàn hoàn nhanh chụp không lâm vào tầm thường sáo rỗng có cơ hội còn muốn nhờ ngươi giúp ta dẫn kiến một chút trận này diễn biên kịch sào văn nói nhất định Kha Thanh Di xem hắn mặt không biểu cảm một trương mặt, đột nhiên nở nụ cười. Lại nhắc đến ta còn muốn gọi ngươi một tiếng đường huynh đâu. Nàng quơ quơ đầu, quay đầu đi hướng bên cạnh nam tử nói, ôi, trương trạch Việt, ngươi đều bất quá đến tỏ vẻ tỏ vẻ. Ngươi này đường đệ thế nào làm? Trương trạch Việt hảo tỳ khí cười, nhìn về phía Kha Thanh Di ánh mắt đều là sủng nịch. Hắn đi lên phía trước, vương tay đến, ôn thanh nói. Đường huynh, chúc mừng ngươi cảm ơn. Sào văn khó được vẻ mặt ôn hòa đứng lên, cùng chi bắt tay, phía trước kia vài năm cũng là, đa tạ chiếu cố. Trương Trạch Việt sửng sốt, có vài phần cảm khái nói. Đừng khách khí, đều là người một nhà. Không nói trước kia Lương Hy gọi điện thoại cho Trương Trạch Việt cho hắn đi đến tiếp Sào Văn kia hai lần. Mấy năm nay Trương Trạch Việt đại khái là Trương Gia Lý đối Sào Văn tốt nhất một cái. Vô luận Sào Văn nháo ra sự tình gì hắn đều sẽ tới thu thập cục diện rối rắm giúp không ít việc. Khúc chung nhân tán, này trước đài là không ai ảnh, hậu trường nhưng là rất náo nhiệt. Đúng lúc này, lại có một người vào hóa trang gian. Chỉ thấy hầu ngạn lâm mặc vệ y dày chơi bóng, thủ phủng nhất thúc hoa hồng đỏ mà đến. Trên mặt hắn lộ vẻ lười biếng tươi cười, đôi mắt hẹp dài, giống như là một cái giảo hoặc hồ ly. Đến gần sau, của hắn hoa cũng là đưa cho Lương Hy, cười hì hì nói. Lương Hy Hy, một ngày không thấy như cách tam thu hề, không biết ngươi có hay không tưởng ta. Sào văn một tay ngăn lời nói của hắn, không chút khách khí nói. Ngươi tới làm gì? Ngươi quản ta. Hầu ngạn lâm ngẩng đầu nhìn hắn, nếu mày, ta là đến xem chúng ta gia lương hi hi, cũng không phải đến xem của ngươi. Cút. Hắc, ngươi này cái gì thái độ A, Kha Thanh Di hỏi. Vị này là. Vị này là hầu gia thiếu gia hầu ngạn lâm. Lương Hy giới thiệu nói, sau đó lại cấp hầu ngạn lâm ai cái giới thiệu Kha Thanh Di đám người. Giới thiệu đến Trương Trạch Việt khi, hầu ngạn lâm lười biến ngắt lời nói. Khi, ta tưởng là ai, khả không phải là Trạch Việt ca sao? Kém chút đều đã quên, bọn họ hồi nhỏ đều là hỗn ở cùng nhau. Trương Trạch Việt cười cười. Mười năm không thấy, ngươi trưởng thành. Trạch Việt ca hiện tại lúc đó chẳng phải đại nhân sao? Hầu ngạn lâm nhìn nhìn hắn, lại xem xét xem xét Kha Thanh Di, cực nhã nói, ngay cả vị hôn thê đều có, khi nào thì cử hành hôn lễ nha. Cũng liền này hai năm chuyện. Kết hôn sự tình nhất định phải cho ta phát thiệp mời nha. Hầu Ngạn Lâm nói, bất quá ngươi ca cũng sẽ tham dự tiệc cưới đi, quên đi, ngươi vẫn là đừng cho ta phát thiệp mời. Trương Trạch Việt biết hắn là nhớ kỹ cừu, bật cười nói. Hiện tại đại gia đều trưởng thành rồi, sẽ không ở giống hồi nhỏ như vậy không hiểu chuyện. Hầu ngạn lâm viết viết, không hề kiên kỵ. Kỳ Khi khả không nhất thiết, ta nhưng là nghe nói, Trương Trạch Hạo hiện tại nhưng là từ nhỏ hỗn đảng biến thành đại phôi đảng, người như thế không thể treo vào chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Ta xem ta còn là nhắm mắt làm ngơ tới hảo. Trương Trạch Việt đối nhà mình đại ca cũng không có gì hảo cảm, cho nên cũng có thể lý giải hầu ngạn lâm ý tưởng, vì thế đáp. Được rồi. Lúc này hóa trang gian chỉ có bọn họ nhóm người này, đoàn kịch lý những người khác đều thức thời tạm trước đi ra ngoài. Đột nhiên Lâm Mạc bị kích động chạy vào. Lương tỷ tỷ có ba cái lãng hoa đưa đi lại. Lương Hy hỏi. Ai đưa? Giống như cũng không phải đồng một người đưa. Dứt lời, tam bồn lãng hoa bị đồng loạt bị xiêm áo tiến vào, đa dạng khác nhau, xem ra là từ bất đồng cửa hàng bán hoa tới được. Nói đến cũng là khéo, vậy mà đồng trong lúc nhất thời đụng tới cùng nhau đưa tới. Hậu ngạn lâm nở nụ cười thanh. Khiến cho như là tân điếm khai trương dường như, nam nữ nhân vật chính không được đỏ mắt tử sào văn. Lương Hy ai cái xem xét lãng hoa hồng trên giấy ký tên, quả nhiên là ba người phân biệt đưa tới. Cái thứ nhất nàng đoán được, là nhạc lăng tỷ đưa, mặt trên đề tự, theo gió vượt sóng sẽ có khi, thẳng quải vân phàm tể thương hải. Cái thứ hai lãng hoa nhất tinh mỹ, giá hẳn là cũng là quý nhất, chỉ thấy hồng điều thượng viết trầm thuyền sườn bên ngàn phàm quá, bệnh thụ đằng trước vạn một xuân, ký tên phương tự. Mà cái thứ ba, dĩ nhiên là thái hoành mẫn đưa. Khuyên quân càng tẩn một chén rượu, tay ra dương quan vô cớ nhân. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62 Hàng thước Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com tương đối vô luận, khen ngợi như thủy triều, hưởng ứng thình lình bất ngờ hảo, tiền tam tràng bình quân thượng tỏa suất cao tới 95% đã ngoài, cho nên đoàn kịch quyết định diễn thêm, ở sau khai triển cả nước tuần diễn trung tân tăng năm thành thị điểm, sau đó lại ở Bắc Thượng Quảng Thâm đều tự gia tăng một hồi, bởi vậy tính ra nhưng lại so diễn tiền dự tính muốn nhiều diễn cửu tràng. Nếu không là kịch tổ sơ kỳ định ra đương kỳ cùng kịch một dự toán hữu hạn, nhiếp ánh đào thật muốn cả nước tuần diễn 40 tràng bất quá nhiều có bao nhiêu hảo, ít có thiếu hảo, vật lấy hy vì quý, diễn thượng 20 tràng đã tính viên mãn. Tuy là bận rộn mệt mỏi, nhưng kịch tổ cao thấp đều nhiệt tình 10 phần, hậu trường cấp lực diễn viên ra sức, một chuyến xuống dưới cơ hồ không ra quá cái gì vũ đài bút. Nghiệp giới mọi người ào ào phát biểu bình luận, cho rằng, tương đối vô luận, có hy vọng thu hoạch sang năm đầu năm khai bình quốc nội kịch bản giải thưởng lớn kim hổ thưởng, về phần là tác phẩm thưởng diễn viên thưởng vẫn là đạo diễn thưởng liền muốn xem năm nay kế tiếp những lời khắc kịch tác phẩm chất lượng như thế nào nhưng như vậy lâm thời biến đổi sào văn bên này đương kỳ liền nhanh bất quá cũng may còn không đến mức xung đột chính là vừa về tới bê thị diễn hoàng cuối cùng một hồi đêm đó lương hy liền muốn mang theo sào văn phong trần mệt mỏi đi hương cảng tiến vào âm u cạm bẫy giai đoạn trước trù bị thanh xuân kỷ phòng bán vé đại bán sau hướng sào văn phao đến cành ô lưu điện ảnh đoàn đội theo vô đã có, các loại cấp bậc phiến ước ùng ùng kéo đến, chất lượng lệch lạc không đều, mà trong đó Lương Hy duy nhất nhìn trúng, chính là này bộ, âm u cạm bẫy. Này xem như nhất bộ song nam chính điện ảnh. Hai cái vai nam chính phân biệt kêu nhiếp minh diệu cùng hàng thước, người trước là yêu ghét rõ ràng cương trực công chính thanh niên cảnh sát, người sau là nhã nhặn nho nhã hào hoa phong nhã bác sĩ tâm lý. Hai người từ trung học thời đại liền nhận thức lẫn nhau, sơ trung cùng trung học đều là ở đồng gian trường học, quan hệ phi thường tốt, hình đồng tay chân, liền tính sau này chức nghiệp bất đồng, cũng bảo trì liên hệ, có rảnh hội cùng nhau ăn trà chiều uống đêm bia cái gì, đây là chuyện xưa một cái bối cảnh. Điện ảnh khai thủy là nhiếp Minh Diệu bắt tay vào làm điều tra nhất tông hung án, nhưng càng tra càng huyền, liên lụy tiếng nhân cũng càng ngày càng nhiều, có hai lần đều tưởng có rồi kết quả nhưng cuối cùng lại phát hiện chẳng qua là dùng để giấu nhân tai mắt ngụy trang, sự thật chân tướng vũ phát phát sóc mê cách. Thời kỳ hắn có xin giúp đỡ cho làm bác sĩ tâm lý hảo hữu hàng thước, lũ lấy được trợ lực, lại vẫn cứ không thể tránh cho một lần lại một lần vào ngõ cục, một đường bị nhục sau, nhiếp minh diệu bắt đầu ý thức được tất cả những thứ này đều là hung thủ bố cục. Này thực sau lưng hung thủ không là người khác, đúng là của hắn hảo huynh đệ hàng thước hàng thước muội muội nhân bị người cưỡng gian mà hậm hực thành tật, cuối cùng tự sát thân vong, mà nhiếp minh diệu sở điều tra kia khởi án kiện bị giết hại giả tức là lúc trước cưỡng hiếp hàng thước muội muội nam nhân. Hàng thước làm người bình tĩnh thông minh, thủ đoạn cực cao, biết nhiếp minh diệu tham gia điều tra sau, ở mặt ngoài là ở trợ giúp bạn tốt, trên thực tế là ở hướng dẫn đối phương rơi vào bản thân mai tốt cạm bẫy. Trên thực tế, hắn đối nhiếp minh diệu tình cảm là phức tạp, ký có huynh đệ chi nghị, lại có vạn vẹo ghen ghét. Hắn không chỉ có đem án kiện này coi là một hồi báo thù, đồng thời cũng đem coi như một hồi cùng nhiếp minh diệu đánh cờ, một hồi đánh bạc sinh tử trò chơi cùng một ván ý nghĩ so đo. Mà kết cục là hắn thua. Ngày xưa thiết huynh đệ ở bệnh viện thiên thai thượng dằn co, nhiếp minh diệu buồn giận lẫn lộn rơi lệ đầy mặt, mà hàng thước vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, tươi cười nhã nhặn. Hai người đối chất hoàng sau, hàng thước quay đầu xoay người nhảy, theo trên nhà cao tầng nhảy xuống. Minh Diệu, thế giới này bản thân chính là cái cạm bẫy. Ngươi xem, ta muốn điệu đi vào, tan xương nát thịt. Từ lúc hai tháng sơ, tương đối vô luận, công diễn tiền, xào văn ngay tại bê thị qua, âm u cạm bẫy, mặt kính. Định ra nhân vật là Nghĩa Bạc Vân Thiên nhiếp Minh Diệu. Nhưng mà bọn họ vừa đến hương cảng, Lương Hy lại bị cho hay, đạo diễn muốn lâm thời đổi mới nhân vật. Lương Hy ở khách sạn gặp được đạo diễn này bộ điện ảnh đạo diễn Liêu Sương Hào. Đối phương là vị kinh nghiệm phong phú hương cảng đạo diễn, 50 tuổi, tóc thưa thớt, hơi mập, đội một bộ ám sắc thấu kính mắt kính, nhưng cả người tinh thần đặc biệt hảo, xem nhân thời điểm luôn cười tủm tỉm. Bê thị ba tháng thiên còn xuân hàng xe lạnh, nhưng này biên nhiệt độ không khí đã trở lại 20 đến độ, chỉ thấy Liêu Sương Hào ở bên trong cận mặt kiện đang khố cùng dài tê, trên chân thải giày chơi bóng, một mặt chiếm được không giống như là cái giá trị con người ngàn vạn nổi danh đạo diễn. Liêu đạo Lương Hy đem hành lý an bày cấp hai cái trợ lý thu thập, bản thân mang theo sào văn đến chào hỏi. Liêu Sương Hào thường cùng đại lục diễn viên hợp tác, tiếng phổ thông rèn luyện tương đương thuần thục, chính là tốc độ nói vẫn là tương đối chậm. Nhanh như vậy liền đến A, dọc theo đường đi vất vả, mau ngồi đi. Hai người ở hắn đối diện ngồi xuống, Lương Hy mở miệng đặt câu hỏi nói. Nghe nói Liêu Đạo cố ý đổi mới nhân vật. Là. Liêu Sương Hào ôn hòa cười, cho bọn hắn ngã hai chén trà. Ta biết yêu cầu này đề có chút đột nhiên, nhưng xuất phát từ đối điện ảnh diễn xuất hiệu quả lo lắng. Ta hy vọng Lương Tiểu Thư cùng Sào Văn có thể nhận này thay đổi. Lương Hy xem hắn, nghiêm mặt nói. Không biết là vị ấy diễn viên đến thế thân Sào Văn đâu. Lương Tiểu Thư, ngươi hiểu lầm. Liêu Sương Hào nói, ta không phải nói sào văn không tốt cũng không phải muốn tìm ai thay thế được hắn kia liêu đạo ý tứ là liêu xương hào từ từ nói ban đầu của ta xác thực cảm thấy sào văn phi thường thích hợp nhiếp minh diệu này nhân vật mặc kính cũng đặc biệt vừa lòng nhưng là theo ý ta hoàng tương đối vô luận sau còn có tân ý tưởng lương hy hơi kinh ngạc liêu đạo cũng đến xem tương đối vô luận đúng vậy lúc đó ta ở dê thị vừa vặn vượt qua kia tràn tuần diễn chính là sau này công tác bận rộn cho nên xem xong sau cũng chưa kịp đến hậu trường đến cho các ngươi lên tiếng kêu gọi liêu xương hào nhìn nhìn xào văn như là thập phần khẳng định ý nghĩ của chính mình bàn gật gật đầu nhìn kia bộ kịch bản về sau ta cảm thấy hàng thước này nhân vật trừ xào văn ra không còn có thế là ai khác hàng thước chính là cái kia bác sĩ tâm lý đem mạng người coi là quân cờ đem án kiện cho rằng bàn cờ tuy rằng của hắn giết người động cơ có một nửa là vì báo thù nhưng này vẫn cứ cải biến không xong cái nhân vật này âm u thuộc tính lương hy một chữ một chút nói đó là cái nhân vật phản diện nhân vật không sai nhưng hắn là một cái phi thường có mị lực nhân vật phản diện nhân vật liêu Sương hào tự hồ thập phần thích hàng thức này nhân vật nhân vật của hắn hình tượng so nhíp minh diệu muốn phức tạp nhiều lắm tự nhiên cũng phong phú nhiều lắm hàng thức thông minh lý trí nhẫn nại, lãnh tĩnh, ích kỷ, là cái hai mặt nhân, cùng nhiếp minh diệu ám địch minh hữu. Hắn là bác sĩ tâm lý, gánh vác cứu vớt người bệnh tâm linh trách nhiệm, nhưng hắn bản thân lại theo đuổi tâm linh của chính mình vặn vẹo sa đọa. Hắn ở bệnh viện là một cái thầy thuốc tốt, nhưng ở mọi người đều nhìn không tới địa phương, của hắn mặt âm ám liền bộc phát ra đến, trở thành bức người sụp đổ ma quỷ. Hắn đối nhiếp minh diệu tình cảm cũng phi thường phức tạp hàng thước người này trên người mâu thuẫn nhiều lắm, nhưng này đó mâu thuẫn lại lấy một loại tao nhã hình thức khéo dịu dung hợp ở cùng một chỗ, thật sự phi thường thảo nghiệm diễn viên kỹ thuật diễn. Nói thật, cái nhân vật này so nhiếp minh diệu phải có thú nhiều lắm, phát huy không gian vĩ đại. Bất đồng diễn viên, sẽ có bất đồng hàng thức. Mà hắn tin tưởng sào văn chính là hoàng mỹ nhất cái kia. Này đó ta đều biết đến. Lương Hy mang trong lòng băng khoăn, nhưng là... Lương Tiểu Thư, ta biết ngươi ở băng khoăn cái gì, nhưng là tốt như vậy một cái nhân vật thật sự khả ngộ mà không thể cầu. Liêu Sương Hào nói, nhiếp minh diệu một góc ta đã tìm được diễn viên, hiện tại liền gặp các ngươi bên này. Nhanh chóng cho ta trả lời thuyết phục đi, dù sao hai chu sau chính là khởi động máy nghi thức. Lương Hy túc nhướng mày. Về biểu diễn nhân vật phản diện vấn đề, nàng từ lúc năm trước tranh thủ hoàng, thanh xuân kỹ, mặt kính tư cách sau liền cùng sào văn phân tích quá. Hiện tại gắn liền với thời gian thượng sớm, muốn mạo phiêu lưu quá đại, thật sự không là ổn thỏa chi kế. Liêu đạo nhìn về phía sào văn, cười hỏi. Sào văn, ngươi nói với ta, ngươi tưởng diễn nhiếp minh diệu vẫn là hàng thước. Sào văn nhìn lương hy liếc mắt một cái, trầm mặt một trận. Hàng thước. Kịch tổ tài đại khí thô, cấp lương hy đoàn người đãi ngộ thập phần hậu đãi, vì đường xa mà đến lương hy đám người đính là năm sao cấp khách sạn phòng đơn, vĩ đại cửa sổ sát đất có thể nhìn đến hương cảng phồn hoa cảnh đêm. Giúp xào văn thu thập xong quần áo, lương hy nói. Ta về phòng của mình. Ngay tại nàng xoay người muốn lúc đi, luôn luôn trầm mặt ngồi ở cuối giường xào văn đột nhiên giữ lại nàng thủ. Lương Hy liền phát hoảng. Như thế nào? Đừng nóng giận. A. À ta nhớ được ngươi trước kia nói mỗi một câu nói. Ngẩng đầu, Sào Văn Nghiêm cẩn nói, ta biết ngươi là không tán thành ta hiện tại tiếp như vậy nhân vật, ngươi muốn cho ta diễn nhiếp minh diệu, bởi vì đủ chính diện. Nguyên lai like là vì chuyện này. Lương Hy than nhẹ một tiếng. Đích xác, hàng thức này nhân vật tuy là phấn khích, nhưng đối với một cái màn ảnh người mới mà nói là có điểm kiếm đi nét bút nghiêng, mạo phiêu lưu quá lớn. Nói xong cười cười, nhưng ta biết, vô luận ta nói như thế nào, ngươi vẫn là sẽ chọn diễn B. Sào văn miếm môi, trên mặt góc cạnh giống như đao khảm phủ chính bàn rõ ràng, lộ ra anh khí. Lương Hy bắt tay trưởng đặt ở nam tử trên đầu, cười nói. Loạn nghĩ cái gì đâu, ta không tức giận. Theo ta tiếp nhận của ngươi ngày đó khởi sẽ không trông cậy vào quá ngươi nghe ta lời nói, cho nên ngươi hơn một năm nay biểu hiện ngược lại làm cho ta thật kinh ngạc. Cũng chỉ có ở Sào Văn ngồi nàng đứng thời điểm, nàng tài năng có cơ hội làm ra như vậy hành động đúng đốn nàng tiếp tục nói câu chữ thành khẩn hơn nữa ta chỉ là cái người đại diện là cho ngươi phát triển rất tốt tồn tại càng nhiều hơn chính là đề nghị cùng trợ giúp chẳng phải muốn nắm trong tay ngươi giúp ngươi làm hết thảy quyết định sự nghiệp của chính mình đương nhiên là bản thân đến chúa tể nghệ nhân cũng không người đại diện đề tuyến rối gỗ có thể có bản thân chủ kiến là chuyện tốt nếu của ngươi lựa chọn không hợp lý Ta đây đương nhiên hội tẩn ta có khả năng khuyên can, bởi vì ta chức trách chính là cho ngươi tin đồ bằng phẳng, nhưng là khuyên không được lời nói liền muốn bắt đầu phòng ngừa chu đáo, cùng lắm thì là cuối cùng bổ cá sọc thôi, cục diện rối rắm nếu không là người đại diện đi thu thập, còn muốn cho ai đi thu thập đâu. Ngươi đã đã làm quyết định, vậy là tốt rồi hảo đem nhân vật diễn được rồi, lời như vậy ta liền bạch lo lắng một hồi, cũng không cần vội hồ. Sào văn một đôi đôi mắt hắt tỏa sáng ngươi cũng sẽ như vậy đối với những người khác sao? Cái gì? Ngươi hiện tại là người đại diện. Sào văn nhìn nàng nói, người đại diện đều sẽ ký rất nhiều cái nghệ nhân. Lương Hy Hảo tỳ khí giải thích nói. Bởi vì thuộc hạ nghệ nhân nhiều, kiếm tiền mới có thể nhiều, chất lượng sinh hoạt tài năng đề cao. Sào văn hỏi. Khi ngươi chừng nào thì ký cái thứ hai nghệ nhân đâu? Tạm thời còn chưa có quyết định này, trước đem ngươi mang xuất đầu rồi nói sao. Sào văn. Gặp đối phương không có phản ứng, lương hy hoáng một tiếng. Sào văn xem nàng, trịnh trọng chuyện lạ nói. Nếu ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, cho ngươi hàng năm kiếm được không thể so này có 4 năm cái nghệ nhân người đại diện thiếu, ngươi có thể hay không không cần ký những người khác. Lương Hy sửng sốt. Ta có thể tiếp đại ngôn, có thể thượng này không thú vị tiết mục, có thể tiếp diễn phim truyền hình sào văn nói ta sẽ kiếm rất nhiều tiền ngươi không cần đi lương hy nhu nhu tóc của hắn nhẹ giọng nói liền tính ngươi thân vô xu ta cũng sẽ không thể đi khả ngươi muốn đi mang người khác sào nghe thấy ngươi về sau còn có thể gặp được rất nhiều người lương hy trong lòng ngũ vị tạp trần nhưng ngữ khí vẫn là thật bình tĩnh ngươi trước kia trải qua rất quái gở mà ta là vài năm nay duy nhất thân cận người của ngươi cho nên thời gian dài quá ngươi sẽ cảm thấy luyến tiếc, đem ta nhìn xem rất nặng. Nhưng là chờ về sau ngươi càng ngày càng đỏ, ngươi hội ở trên công tác tiếp xúc đến rất nhiều vĩ đại nhân, bọn họ cũng sẽ nguyện ý tiếp nhận ngươi, cùng ngươi kề vai chiến đấu, chờ tới lúc đó hậu, người của ngươi tế vòng luẩn quẩn quản, liền sẽ không cảm thấy ta phải gặp thời thời khắc khắc hầu ở bên cạnh ngươi. Cho dù thật cao hứng, nhưng Lương Hy cũng không muốn để cho Sào Văn dưỡng thành loại này ỷ lại tâm lý với hắn mà nói cũng không tốt. Nàng không biết tự bản thân loại tình cảm kết quả có phải không phải thích, nhưng bất kể là cái gì, nàng cũng không tưởng bản thân phần này cảm tình trở thành đối phương chướng ngại vật. Huống chi người đại diện đối nghệ nhân ôm có đặc thù tình cảm vốn là tối kỵ. Cho nên dứt khoát thu hảo, không cho hắn biết, để tránh ngày sau đồ tăng đối phương quấy nhiễu, khiến cho giữa hai người xấu hổ, nếu là sào văn bởi vậy không lại tín nhiệm cho nàng, giữa bọn họ hợp tác quan hệ cũng sẽ bởi vậy hướng bị giết. Nam nhân tóc thiên cứng rắn, tựa như của hắn tính cách giống nhau. Nhưng mà bất kể là sào văn vẫn là lương hy, cũng chưa ý thức được, nhu tóc vốn là vô cùng thân thiết cử chỉ. Khả là bọn hắn cũng không phải ngươi. Sào văn câu chữ kiên định, rồi sau đó nói, lương hy, ta. Đúng lúc này, lương hy di động vang. Là phó đạo điện thoại. Ta đi trước, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ lương hy nhìn nhìn màn hình sau đó vỗ vỗ sào văn đầu một bên tiếp gọi điện thoại vừa đi ra cửa phòng nhĩ hảo ta là lương hy theo một tiếng vang nhỏ cửa phòng bị đóng lại trong phòng chỉ còn lại có sào văn một người hết thảy trở về yên tĩnh sào văn tưởng điểm một chi yên nhưng mà tiếp theo dây mới nhớ tới kia này nọ tự hắn nhận thức lương hy sau liền giới nhưng là hiện tại giống như lại nhiễm lên một loại khác thật nghiện. Tự cam sa vào, không muốn giới chi. Vì càng tốt mà suy diễn hàng thước này nhân vật, Lương Hy cùng Sào Văn đầy đủ lợi dụng này tiểu nửa tháng chuẩn bị thời gian, đến địa phương một nhà tư nhân bệnh viện điều nghiên địa hình. Kết quả mới từ thần kinh khoa xuất ra, liền nhìn đến một cái lão bà bà, cô độc, cầm biên lai, like, một mặt mê mang. Gặp Lương Hy cùng Sào Văn đã đi tới, nàng như là thấy được hy vọng thông thường đi lên đến mở miệng hỏi nói a à, ngô nên cô nương ngươi biết ngô biết thu phí chỗ hệ biên lương hy sào văn hai người đều nghe không hiểu tiếng quảng lương hy lúng túng nói ngượng ngùng gặp lương hy dùng là là tiếng phổ thông lão bà bà cũng cực kỳ cố hết sức dùng mang theo nồng hậu khẩu âm tiếng phổ thông kỳ quái lại lặp lại một lần nhưng mà không có cái nào tự phát âm là chuẩn. Lương Hy miễn cưỡng nghe rõ, thu phí, hai chữ, đại khái đoán được đối phương là tới hỏi đường, vì thế thả chậm tốc độ nói nói. Ngài là hỏi trước phí chỗ sao? Bên này rẽ phải tọa thang máy hạ đến lầu một, sau đó lại quẹo trái thẳng đi là được, sẽ có tự bài nhắc nhở. Lão bà bà. Xem lão bà bà càng thêm mờ mịt biểu cảm, lương hy đoán nàng kỳ thực cũng không lớn có thể nghe hiểu tiếng phổ thông đại khái là vừa vặn đi ngang qua thấy được này tình huống có cái nữ sinh chủ động đã đi tới mỉm cười cấp lão bà bà chỉ con đường bà bà ta chỉ bị ngươi thê y biên rẽ phải thang máy lạc lầu một nghe xong nữ sinh tự thuật lão bà bà cảm kích xem nàng cùng lương hy đa tạ phơi lương hy vẫy vẫy tay ý tứ là không cần khách khí không biết lão nhân có thể hay không xem hiểu chờ lão nhân đi rồi lương hy mới đúng nữ sinh nói cảm ơn ngươi. Nữ sinh đem nàng cao thấp đánh giá một phen, sau đó nói một câu. Quả nhiên là ngươi. Ngươi nhận thức ta. Nữ sinh hỏi. Ngươi có phải không phải nghệ thiên ảnh thị lương hy, làm qua vinh vũ đông chấp hành người đại diện? Là. Lương hy có chút chần chờ gật đầu, trong lòng thất kinh, nhưng vẫn là nhớ không nổi đối phương là ai, ngươi là. Chúng ta thật lâu trước kia gặp qua nữ sinh tiễn trung phát, một trương tố nhan thanh tú điềm đạm, tươi cười nhàn nhạt, hoặc nhìn cùng khác hoa quý thiếu nữ không khác. Ta là sầm tiểu tuyết, ba năm trước bắt cóc vinh thiếu cái kia. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 63 Nhập diễn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nữ sinh miễn cười Ta là sầm tiểu tuyết, ba năm trước bắt cóc vinh thiếu cái kia ngay cả lương hy cũng không miễn lộ ra kinh ngạc vẻ mặt là ngươi ba năm trước cái kia điên cùng thiếu nữ sớm ở trong trí nhớ mơ hồ không rõ chỉ nhớ mang máng là trương quá đáng gầy yếu mặt mang theo bệnh trạng tái nhật năm đó thiếu nữ gây ra đến không thể nói là việc nhỏ nhưng dù sao đã qua đi lâu như vậy lương hy đều đã phai nhạt hiện nay nếu không là đối phương chủ động nhắc tới lương hy thật đúng không thể tưởng được trên chuyện này lương tiểu thư công tác bận rộn không nhớ rõ ta cũng vậy bình thường. Sầm tiểu tuyết cười đến có chút ngại ngùng, hiện đang nói chuyện đã mất thường nhân không khác, nhìn không ra là tinh thần thác loạn quá nhân, bất quá ta ba năm này cơ bản đều ở bệnh viện vượt qua, tiếp xúc nhân tới tới lui lui đều là như vậy vài cái, cho nên đối với ba năm trước sự tình vẫn là ấn tượng khắc sâu, cũng tin tường nhớ được lương tiểu thư. Hơn nữa phía trước hoặc nhiều hoặc ít cũng chú ý quá. Thấy nàng nói chuyện trật tự rõ ràng, lương hy vuốt cầm nói xem ra ngươi bệnh tình nhẹ rất nhiều sầm tiểu tuyết nói đã hảo không sai biệt lắm hiện tại đang chuẩn bị cuộc thi người trong nhà tính toán làm cho ta xuất ngoại đọc sách người trong nhà lương hy nhớ ra rồi đối phương gia đình cũng không mỹ mãn này có thể nói là bệnh của nàng căng ông nội của ta nải nải mà hiện tại sầm tiểu tuyết đã có thể tâm bình khí hòa nói tới bản thân song thân ba năm này đến ba mẹ ta còn là bộ dáng hồi trước, các cố các tân gia đình, không thế nào đến xem ta, cho nên ta là thật tâm cảm kích ngươi, cảm tạ ngươi lúc đó giúp ta liên hệ đến gia gia nải nải bên này, nếu không là ngươi, ta hiện tại đại khái còn tại bệnh viện tâm thần lý đi ngôn đi ngữ. Lương Hy thản nhiên nói, nhất tay chi lao, này thực ta hôm nay chính là đi lại định kỳ tái khám, không nghĩ tới vậy mà có thể ở trong này gặp ngươi sầm tiểu tuyết đem toái phát liêu đến sau tai, năm đó vì vinh vũ đông lưu dài tóc đã tiễn tới cuối kiên, hoặc nhìn thật thanh thuần, ta có xem giải trí tin tức, biết ngươi hiện tại là sào văn người đại diện, bất hòa vinh thiếu một cái công ty. Các ngươi đến bên này là công tác sao? Thế nào chạy bệnh viện nơi này đến đây, là khó chịu chỗ nào sao? Tiếp nhất bộ cản phiến, Sào Văn muốn diễn bác sĩ tâm lý, cho nên ta cùng hắn đến thải điều nghiên địa hình. Nha, trách không được ta gặp các ngươi theo thần kinh khoa bên kia xuất ra. Dừng một chút, sầm tiểu tuyết miễn cười nói. Bất quá các ngươi giống như lầm đâu, thần kinh khoa là đầu não khoa, tâm lý trong khoa mới là bác sĩ tâm lý, ở khác một cái phương hướng. Thường xuyên sẽ có người lầm sau đó quải sai hào đâu, cho nên lần đầu tiên thời điểm muốn như người bệnh làm thí nghiệm, hỏi rõ ràng tình huống sau mới nhìn đem hào quải đến cái nào ngành thượng. Lương Hy Sào Văn nguyên lai like còn có như vậy khác nhau. Sầm tiểu tuyết ôn thanh nói. Vừa vặn ta cũng muốn đi qua tái khám, thuận tiện đem ngươi nhóm mang đi thôi. Các ngươi không là muốn điều nghiên địa hình sao? Ta hiện tại bệnh tình đã ổn định xuống, bác sĩ cho phép người nhà cùng ta cùng nhau tiến phòng, các ngươi liền phẫn thành ta người trong nhà thì tốt rồi. Lương Hy cảm tạ nói. Khi thật sự là giúp đại ân, đa tạ có thể gần gũi mặt đối mặt quan sát bác sĩ tâm lý tự nhiên công tác, thật sự là khó được cơ hội. Sầm tiểu tuyết cười nói. Nơi nào, phải báo ân lời nói, điểm ấy chỉ sợ ngay cả một phần trăm đều không tính là đâu. Bởi vì sầm tiểu tuyết là trước tiên cùng bác sĩ liền hẹn trước cốt thời gian, cho nên không cần chờ, trực tiếp gõ cửa đi vào là được rồi. Đãi sầm tiểu tuyết ở ghế tựa ngồi xuống, thân mang áo dài trắng bác sĩ ngẩng đầu đẩy đẩy mắt kính, tìm tòi nghiên cứu dường như nhìn lương hy cùng sào văn liếc mắt một cái mở miệng hỏi nói hệ sầm tiểu tuyết cười dùng tiếng quản trả lời ta gia tỷ đồng anh rể ta bác sĩ tâm lý nga lương hy không rõ chân tướng đành phải cũng hướng hắn mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi sào văn gặp kia bác sĩ nhìn đi lại cho rằng hắn là đang nhìn lương hy vì thế rất có địch ý chắn lương hy phía trước Bác sĩ cười cười, nói một câu. Thực hệ hảo đăng đối. Đại lục diễn viên tham diễn cản phiến, cho tới nay đều có một vấn đề tồn tại. Thì phải là luôn có một loại không hợp nhau cảm giác. Loại này không hợp nhau, ngược lại không phải là nói diễn viên bản thân bị kịch tổ bài xích, dung nhập không đi vào, mà là nói diễn xuất đến tổng hội có loại vi cùng cảm, dễ dàng sử người xem ra diễn. Này thực, Đại lục diễn viên trụ cột là muốn so hương cảng diễn viên muốn vững chắc, bọn họ 89 phần 10 đều là chính quy xuất thân, hàng năm bê ảnh trung diễn đều phải hướng vòng giải trí chuyển vận một số lớn chuyên nghiệp nhân tài, mà hương cảng bên này diễn viên rất nhiều là thay đổi giữa chừng, nhiều lắm ở công ty trước diễn nghệ ban, nhận có liên quan biểu diễn chuyên nghiệp giáo dục tương đối rất ít. Nhưng là liền là bởi vì cái dạng này, hương cảng diễn viên quay chụp khi trạng thái phi thường thoải mái, biểu diễn cân nhắc đều là đến từ cuộc sống hiểu được quan sát mà phi dạy học biết thức, diễn chân thật thả cuộc sống hóa, mà đại lục diễn viên so sánh với dưới liền dễ dàng câu nệ cho khuôn sáo, hơi không chú ý liền lên mặt ở diễn, hơn nữa là ở bất đồng văn hóa bối cảnh cùng ngữ cảnh hạ quay phim, hương cảng diễn viên bản địa tác chiến như ngư thủy, đại lục diễn viên tắt càng cần nửa thời. Giang đi dung nhập Toàn bộ diễn viên chính trong danh sách, trừ bỏ xào văn cùng một cái nữ nhân vật ngoại, đều là sinh trưởng ở địa phương hương cảng diễn viên. Trong 3 tháng tuần, âm u cạm bẫy, khởi động máy. Sào văn tiến triển không là thật thuận lợi. Sức diễn nhiếp minh diệu là hương cảng đương hồng tiểu sinh quách thành tuấn, ca sĩ xuất thân, tính cách đổ là phi thường hảo, cùng Lan Hoàng có vài phần giống nhau, dễ dàng ở chung. Hắn tuy rằng tiếng phổ thông nói được loạn thất bát tao, nhưng cùng sào văn đối diễn thời điểm nhân tự nhận là là chủ nhà chủ, cho nên chủ động làm khởi nhân nhượng nhân kia nhất phương, thao một ngụm kỳ, kỳ kỳ quái quái tiếng phổ thông nói lời kịch, đáng tiếc nói được thật sự là rất lạng, chậm rì rì, chỉ sợ hội bức tử hậu kỳ phối âm, cho nên bị Liêu Sương Hào ngăn lại. cảnh lục diễn viên hợp tác, một cái nói giọng Bắc Kinh một cái giảng bạch thoại, đổ cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình, dù sao hậu kỳ phối âm nhất thêm. Ai cũng không biết quay phim trong quá trình là như vậy một bức ông nói gà bà nói việc trường hợp chính là hiện trường không dễ dàng nhập diễn. cô Lại là một cái nờ dê, Liêu xương Hào nhíu nhíu mày, nhưng không có phát hỏa, mà là những nại nói. Hàng thước là nhã nhặn nho nhã, nhưng cũng không phải cứng nhắc nghiêm túc. Sào văn ngươi sẽ tìm tìm trạng thái, tự nhiên một điểm, ngươi cùng nhiếp minh diệu là hảo huynh đệ, không cần như vậy úy thủ úy chân. Sào văn nghiêm cẩn địa điểm điểm, bên cạnh quách thành tuấn vỗ vỗ vai hắn, dùng sức sẹo tiếng phổ thông an ủi nói. Không có việc gì, hàng thước là tương đối nan diễn, ngươi chậm rãi tìm trạng thái, ta không vội. Diễn viên nghỉ ngơi một lát, 10 phút sau chỉnh tràng làm lại. Cô! Lời kịch còn chưa có niệm xong, Liêu Sương Hào lại kêu ngừng, không vừa lòng lắc lắc đầu, hàng thước cùng nhiếp minh diệu cũng chưa tiến trạng thái. Phó đạo diễn ở một bên nói. Vấn đề thời gian, cọ sát nhiều vài lần là tốt rồi. Liêu Sương Hào cao mày suy tư một trận, Phương quyết định nói. Như vậy đi, các ngươi hai cái đối thủ diễn sau này xếp, đem nhiếp minh diệu cùng chung sơ đối thủ diễn đề đi lên. Sào văn, ngươi trở về hảo hảo tìm hạ cảm giác, hôm nay nếu kết thúc công việc sớm lời nói, ta tới tìm ngươi nói rằng diễn. Sào văn mặt không biểu cảm, cuối tại bên người nắm tay cũng không thấy nắm chặt. Cám ơn đạo diễn. Lúc này gần cơm trưa thời gian, kịch tổ quay chụp phụ cận vừa vặn có một gian đại gia nhạc, cho nên Lương Hy trực tiếp mang Sào Văn đi vào gọi cơm. Sào Văn tuy là nhân, thanh xuân kỹ, cùng, tương đối vô luận, mà có danh khí, nhưng này chính là ở đại lục, cho nên tạm thời có thể yên tâm mà ra vào hương cảng tiệm phát phô, lớn mật bình dân tiêu phí. Lương Hy có thể rõ ràng cảm giác được, Sào Văn tâm tình cũng không tốt lắm. Nàng không hỏi cũng biết khẳng định là vì buổi sáng nờ dê sự tình, vì thế nói khai đạo nói. Trên đời không có thuận buồn xuôi gió sự tình, phía trước ở trục thanh xuân kỹ, cùng diễn, tương đối vô luận, khi ngươi ở kỹ thuật diễn thượng cũng chưa gặp gỡ nan đề, chớ không phải là bởi vậy liền cảm thấy bản thân đã đăng phong tạo cực. Bị nhục cũng không tất toàn là chuyện xấu, này ít nhất thuyết minh ngươi diễn trò còn có rất lớn phát triển không gian, mà chờ ngươi vượt qua hoàng này cửa ải khó khăn sau, ngươi đem so tiếng tổ đi tới bước một đoạn lớn, nghĩ như vậy tưởng, kỳ thực là kiện đáng giá cao hứng sự tình. Sào Văn ăn một ngụm cơm, trầm mặt một lúc sau mới nói. Lương Hy, ngươi có biết ba đừng tháp chi loạn sao? Kia là cái gì? Thánh kinh lý nhất chuyện xưa. Sào Văn thản nhiên nói, ba so luân tưởng kiến thông thiên tháp, thượng đế không cho phép, vì thế cải biến mọi người ngôn ngữ, khiến cho đại gia khẩu âm khác nhau, ngôn ngữ không lại tương thông. Mà bởi vì ở chỗ này không thể nghe biết đối phương lời nói, cho nên sửa tháp nhân cuối cùng tán đi thông thiên tháp cũng bởi vậy vô pháp kiến thành lương hy nghe hiểu của hắn ngụ ý nhíu mày nói nhưng là phía trước cũng có rất nhiều cản lục hợp tác phim nhựa đối diễn diễn viên đều tự nói xong đều tự ngôn ngữ cũng không hiếm thấy cuối cùng vẫn như cũ sẽ có hảo điện ảnh xuất ra sào văn xem nàng nói nhưng là kia không là tốt nhất hiệu quả thường có người nói nhất lưu diễn viên chỉ cần một ánh mắt có thể diễn xuất một màn diễn đến. Quả thật, thần thái ở biểu diễn trung có thể nói tinh túy, nhưng như không ngôn ngữ làm dẫn, vạch trần diễn mạc, lại có thể nào rơi vào cảnh đẹp, tiến dần từng bước, từ thiển cập thâm. Như nói thần thái sau ngôn ngữ rất cao nhất đẳng, khi nếu tầng dưới chót lời kịch bộ phận đều không làm tốt, khi cái gọi là thần thái cũng bất quá là không trung lâu cát, không tiếp đất khí, không thực tế. Ngôn ngữ lực lượng, không thể kinh thường thời cổ Nhật Bản nhân coi trọng ngôn ngữ, cho rằng trong đó có dấu huyền diệu lực, cố có, ngôn linh, nhất từ xuất hiện. Lương Hy trong lòng dĩ nhiên có chủ ý, nếu là như vậy nói, thời gian rất căng. Ta chỗ này có cái biện pháp có thể thử một lần. Nói xong, nàng lấy ra di động, bác thông gần nhất tân tồn một cái dãy số. Hai ngày sau, lại là kia tràng đối thủ diễn. Stanby. Chấp hành đạo diễn cầm khuyết thanh khí hô, cơ vị, diễn viên, đánh bản, quách thành tuấn mặc y phục thường, rộng rãi quần dài xứng với có chút hiển cũ tê tuất, làn da phơi thành màu đồng cổ, mặt mày thâm thúy, một cổ chính khí du nhiên nhi sinh. Thật không biết hắn lúc trước là thế nào bị tuyển thượng hàng thước một góc. Đại khái chỉ là vì hiện tại hắn là nhiếp minh diệu, cho nên đại gia chỉ có thể nhìn đến nhiếp minh diệu mà thôi. Hắn ở cửa bệnh viện tiền hai tay nhét vào túi, trầm tư, đứng đám người. Đúng lúc này, hàng thức xuất ra chỉ thấy sào văn mặc áo sơ mi tây khố đeo kính gọng vàng trên mặt ôm lấy lạnh nhạt mỉm cười hào hoa phong nhã tao nhã trung lộ ra cẩn thận tỉ mỉ hắn đi xuống cầu thang làm đến gần quách thành tuấn bóng lưng khi nhanh hơn bước chân tiến lên vỗ nhẹ hạ bạn tốt vai trái quách thành tuấn theo bản năng hướng bên trái quay đầu không nhìn thấy nhân vì thế mới hướng hữu quay đầu nhìn lại này mới nhìn đến sào văn hai người tầm mắt tương đối Sào văn đáy mắt hiện lên mang theo giảo hoặc ý cười, nhíu mày. Ngươi trọng hệ tế lộ tử mị, cam đều ngoạn đến ngươi. Rõ ràng hệ cam đơn giản khái cạm bẫy. Quách thành tuấn nhất thời ngây ngẩn cả người. Nhưng này chính là một lát, tiếp theo hắn cơ hồ là theo bản năng, tựa như trong hiện thực cuộc sống thực bị bạn tốt dùng loại này ngây thơ thủ đoạn treo đùa dường như, hừ một tiếng, trận trừng mắt, hất ra sào văn thủ, tức giận nói. Nhàm chán. Cô! Này quá! Liêu Sương Hào lên tiếng, theo biểu cảm thượng xem thật là vừa lòng, sào văn Tiến quảng nói được rất tuyệt a. À. Nghe được đạo diễn hô qua thanh âm, Quách Thành Tuấn phục hồi tinh thần lại, phát hiện nguyên đến chính mình vừa rồi là ở màn ảnh tiền. Hắn thế này mới ý thức được bản thân ở không cảm thấy trung bị sào văn mang nhập diễn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 64 Nhân tâm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Sào văn tiếng Quảng là sầm tiểu tuyết giáo Sầm tiểu tuyết đều không phải người địa phương, mà là Tây Nam C thành nhân Trung học thời đại thích nghe tiếng Quảng ca, học điểm Gia Long Chân chính tiếp xúc là ở nhà nhân đem nàng đưa tới hương Cảng chữa bệnh sau Ở tự nhiên ngôn ngữ hoàn cảnh, 3 năm học thành Mặc dù không xem như tiêu chuẩn cản khang, nhưng khẩu âm đổ không kỳ quái cho dù là nói bản thân là lân biên tới được dê tỉnh nhân cũng sẽ không có nhân hoài nghi. Cho nên nói đến nhường xào văn học tiếng quảng bản lời kịch, Lương Hy đầu tiên nghĩ đến chính là nàng. Người bên ngoài học phương ngôn ý nghĩ cùng người địa phương giáo nhà mình ngôn ngữ ý nghĩ khẳng định là có khác nhau, nhưng sầm tiểu tuyết đến giáo cùng là người bên ngoài xào văn. So thỉnh kịch tổ lý này cơ hồ sinh hạ đến nói đúng là tiếng quảng lớn lên người địa phương đến giáo, muốn dễ dàng lý giải hơn. Lương Hy cũng là lần đầu tiên tiến cản phiến đoàn đội, không hề kinh nghiệm, bởi vậy trước đó cũng thật không ngờ nhường sào văn học tập bạch thoại, hiện tại thời gian cấp bách, chỉ có đầu cơ trục lợi, nhường sầm tiểu tuyết đem mỗi một tràng lời kịch một câu câu niệm xuất ra, nhường sào văn nhớ kỹ. May mà, sào văn trí nhớ phi thường tốt. Tuy rằng điểm này phóng đang làm việc ngoại có chút nhường lương hy đau đầu, bởi vì sào văn thủy chung nhớ được khi bọn hắn còn vốn không quen biết khi, lần đầu tiên gặp nhau là ở S thị rạp hát lớn toilet nam, đến nỗi cho hữu hảo vài lần nhìn đến toilet, sào văn đều sẽ như có đâm chiêu tảo nàng liếc mắt một cái, nhìn xem nàng ngượng ngùng đứng lên. Sào văn học này nọ thật khắc khổ, hắn đem sầm tiểu tuyết niệm lời kịch lục ở trong di động, mỗi ngày đều học được rất trễ. Mà Lương Hy hiện tại duy nhất có thể làm, chính là chăm sóc thật tốt hắn, giúp hắn quản lý hảo ngoại giới hết thảy, không nhường hắn phân tâm. Tháng 4, Sào văn rơi vào cảnh đẹp, rất nhiều lời kịch liền tính sầm tiểu tuyết không nói, hắn cũng có thể đánh giá ra âm độc. Đối này, sầm tiểu tuyết kinh thán nói. Ta vốn đã cho ta 3 năm học hội bạch thoại đã rất nhanh, nhưng nhìn sào văn bộ dáng, khả năng chụp hoàng này bộ điện ảnh có thể học được thất thất bát bát. Thiên đạo thù cần, nếu có chí nhất định thành. Trung tuần thời điểm, hầu ngạn lâm đại thật xa chạy tới tham bang, ngoài miệng nói xong là du lịch tiện đường xem sào văn quá hoàng một cái diễn, một cái nờ dê cũng chưa ăn, hầu ngạn lâm kinh ngạc nói. Qua, sào văn khi nào thì học tiếng quảng, ta thế nào không biết. Còn nói rất giống khuôn giống dạng thôi. Ngươi chạy ra ngoại quốc đợi 10 năm, cũng nhiều lắm chính là biết sào văn hồi nhỏ sự tình bãi. Lương Hy yên lặng nghĩ, nhưng cũng không có nói ra miệng, mà là nói. Chính là tiếng tổ sau tài học, sào văn có ngôn ngữ thiên phú, học được rất nhanh hầu ngạn lâm hừ một tiếng, nhưng lại như là không phục thông thường. Khi có gì đặc biệt hơn người, không phải là tiếng quản thôi, ta cũng hội. Lương Hy liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Hắc, Lương Hy Hy, ngươi không tin ta là không. Hầu ngạn lâm bị Lương Hy ánh mắt chọc tạc mau, nghĩ rằng không cho ngươi lộ hai tay ngươi cũng không biết ta đây nhị thế tổ trong bụng trang bao lớn năng lực. Hắn thanh thanh cổ họng, nói. Ngươi nghe ha, hầu, nhi, tắt lôi. Lương Hy bật cười. Ngươi. Ngươi nói lại lần nữa. Hầu, Nhi, tắt lôi a. À. Hầu ngạn lâm kỳ quái xem nàng, nghe không hiểu sao. Chính là thật là lợi hại ý tứ. Ý tứ nàng đương nhiên biết. Chính là này tự mang Nhi giọng nói là chuyện gì xảy ra. Hảo hảo một cái tiếng quảng từ, bị niệm miệng đầy kinh vị là chuyện gì xảy ra. Lương Hy cười đến đến thẳng lắc đầu nàng thực nên may mắn xào văn nói tiếng quảng khi không là một ngụm kinh lừa đảo khang. Bằng không đừng nói đem quách thành tuấn mang nhập diễn, khẳng định hồi tộc chọc cho người khác cười tràn. Sào văn nghe xong Liêu Sương Hào dậy sau vừa quay đầu lại nhìn đến chính là như vậy cái cảnh tượng. Hầu ngạn lâm chính đùa dẫn bảo dường như nói xong cái gì, đến thật sự gần, chọc cho bên cạnh nữ tử mặt mày hớn hở, thật cao hứng bộ dáng. Hắn ánh mắt nhất thâm, hé miệng đi tới, lấy tay đem hai người ngăn cách tránh ra sào văn lợi dụng thân cao ưu thế nhìn xuống hầu ngạn lâm này là của ta vị trí hầu ngạn lâm nói gì ngoạn ý ngươi tọa lương hy bên trái không được a à? sào văn lạnh lùng nhìn về phía hắn hảo 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 ta tránh ra còn không được sao đáng sợ như vậy trừng ta làm gì hầu ngạn lâm nháy mắt chịu thua đem vị trí tặng cho sào văn bản thân vòng đến lương hy bên kia ân cần đề nghị nói, ở trong này đợi thật sự nhàm chán, nếu không như vậy đi lương hi hi, chúng ta buổi tối đi duy nhiều lợi á cản tọa du thuyền được không được. Sào văn ngữ khí lãnh ngạnh nói, lương hi đã theo ta hẹn xong rồi cùng đi. Lương hi, với người này tảng đá nhìn cảnh đêm nhiều không thú vị a. À. Hầu ngạn lâm cà lơ phất phơ đi tới đi lui, nói hạ lại dấu diếm nhắc nhở, cả ngày bản khuôn mặt, ngữ khí cũng cứng rắn, nửa câu tâm tình đều sẽ không nói cái nào cô nương sẽ thích cùng ngươi đãi ở cùng nhau a à? sào văn nhìn hắn một cái hầu ngạn lâm vỗ vỗ vai hắn một bộ ta biết ngươi bộ dáng lời nói thấm thía nói tiểu tử lộ từ từ này sửa xa hề sào văn không chút khách khí hất ra tay hắn không cần ngươi hạt quan tâm hảo 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 ta không xen vào việc của người khác hầu ngạn lâm nhún vai ngược lại đối lương hy nói đúng rồi lương hi hi có chuyện như ngươi khả năng không biết phương tự xảy ra tai nạn xe cộ bê thị mổ bệnh viện đơn độc nhân gian ngoài phòng bệnh lương hi khi đến vừa vặn lý mính thi theo bên trong đẩy cửa xuất ra nhìn đến người tới nàng giật mình lương hi ta đến nhìn một cái sư huynh lương hi nhẹ giọng nói hắn tình huống thế nào lý mính thi bộ dáng thoạt nhìn có chút tiều tụy hiện tại không có đáng ngại chính là cánh tay cùng xương đùi chiếc, còn có trung độ não chấn động, cần tỉnh dưỡng. Không có bỏ mệnh, chính là trong cái rủi còn có cái may. Lương Hy hỏi. Khi sư huynh hiện tại thuận tiện gặp người sao? Ngươi vào đi thôi, phương tự ca tỉnh. Lý Mính Thi hai mắt bố tơ máu, có thể thấy được mấy ngày nay bởi vì phương tự sự tình, nàng cũng không nghỉ ngơi tốt, ta có chút hầm không được, tìm trương giường ngủ một hồi nhi. Đi thôi, nhớ được nhường trợ lý thủ ngươi. Xem Lý Mính Thi đi rồi, Lương Hy đi vào trong phòng bệnh. Phương tự lúc này chính dựa vào gối đầu ngồi ở trên giường, thủ cùng chân đều đánh thạch cao, cái trán cũng vây quanh băng vải, bộ dáng có chút buồn cười. Hắn nhìn đi lại, ngạc nhiên nói. Sao ngươi lại tới đây, không là cùng Sào Văn ở hương cảng quay phim sao? Sào Văn bên kia trước nhường trợ lý đại ta. Lương Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, tình huống của ngươi so với ta trong tưởng tượng tốt. Phương tự nở nụ cười, lại vẫn có nhàn tâm đến đùa. Thế nào, ngươi có phải không phải đã cho ta hoặc là tê liệt hoặc là người thực vật, hoặc là sắp chết, cho nên hùng hùng hổ hổ gấp trở về xem ta cuối cùng liếc mắt một cái. Lương Hy xem hắn, nghiêm mặt nói. Ta là cảm thấy sự ra kỳ quái. Là, kỳ quái. Phương tự tuy là cười, đáy mắt lại nổi lên hàng ý, ngữ khí đột nhiên lạnh, nếu không là ta mệnh đại, hiện tại nói không chừng đã ở nhà tang lễ. Lương Hy nhíu mày. Sao lại thế này? Của ta xe bị người động thủ chân, phanh lại không nhạy. Phương tự thản nhiên nói, cảnh sát ở điều tra, nhưng ta phỏng chừng là tra không ra cái nguyên cớ, dù sao cũng là người kia làm việc, không hội dễ dàng như vậy lưu lại dấu vết. Lương Hy trong lòng chợt lạnh. Người kia. Phương tự dương mắt, khóe miệng cầm một chút cười người ta đều trong lòng biết rõ ràng không phải sao đúng vậy từ lúc trên đường tới lương hy liền đã đoán được chính là nàng không tiếp thu vì thái hoành mẫn hội gần bởi vì phương tự cuốn nghệ nhân đi ăn máng khác mà nhưng lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết khẳng định là còn nhận đến cái khác kích thích vì thế nàng hỏi ngươi làm cái gì phương tự không chút để ý nói hiện tại không làm cái gì chỉ trước đây tay chân giống như bị phát hiện nàng hẳn là đã biết năm đó tiểu ngọc tỷ hội thoái ẩn có một nửa là ta ngầm ra lực cho nên mới lửa giận công tâm hạ này hung ác chiêu nói xong hắn dừng một chút vừa cười nói bản thân đắc ý môn sinh vậy mà tới thủy tới chung đều ở tính kế bản thân chật thực muốn nhìn một chút thái hoành mẫn đương thời biểu cảm a à, khẳng định phi thường phấn khích vậy ngươi tính toán sau làm sao bây giờ phương tự nhàn tảng sung túc trả lời bệnh viện khẳng định là đãi không lâu, rất nguy hiểm, ta sẽ trước tiên xuất viện, về nhà dưỡng. Lương Hy trầm giọng nói. Sư Huynh, ngươi đây là ở lấy bản thân mệnh ở cùng nàng đấu. Được làm vua thua làm giặc, hôm nay ta ký còn sống, đã nói lên ta thắng. Phương tự vẫn là một bộ không chút để ý bộ dáng, không có gì hay hối hận. Ta vừa mới đi lại khi, nhìn đến Mính Thi. Lương Hy thở dài một hơi, ngươi mạo hiểm như vậy, để ý người của ngươi sẽ cùng lo lắng. Ai ngờ phương tự chính là hờ hững nói. Đó là nàng sự tình, ta chỉ phải làm hảo của ta quyết định là được rồi. Lương Hy trầm mặt, này thật là phương tự tác phong. Nhưng nàng đồng thời lại đối như vậy sư huynh cảm thấy xa lạ. Lương Hy, ta cho tới bây giờ cũng không phải người tốt. Gặp Lương Hy không nói, phương tự thẳng nói, Ngươi có biết vì sao lúc trước Lý Mính Thi cùng Vinh Vũ Đông Nguyện Ý đi theo ta rời đi nghệ thiên sao? Lương Hy chính là lẳng lặng nhìn hắn. Bởi vì ta bắt được bọn họ uy hiếp. Phương Tự khẽ cười một tiếng. Ta biết, Lý Mính Thi thích ta, nàng là cái nha đầu ngốc, ít dùng thuyết phục, sẽ chủ động theo ta cùng nhau đi ăn mán khác. Mà Vinh Vũ Đông. Ta cũng biết, hai ngươi tốt hơn, mà hắn hiện tại đều còn thích ngươi. Phương tự tươi cười bí hiểm, phức tạp nan sủy, ta uy hiếp hắn, nếu hắn không đi theo ta đi ngu phái, ta liền đem chuyện này vũ ra đến, ta lừa hắn nói ta trên tay có rất nhiều chắc chắn chứng cứ, hắn có thể không quan tâm, nhưng là chuyện này tình nhất định sẽ lan đến cho ngươi, một cái tư sắc thường thường chấp hành trù tính người cùng chính mình mang anh tuấn tiểu sinh yêu đương, cuối cùng bị đần độn phấn nhóm mắng nhiều nhất sẽ là ai, có thể nghĩ. Đến lúc đó ta lại trợ giúp chế tạo một điểm nửa thật nửa giả hắc liêu cấp truyền thông, đem đại gia lực chú ý cố ý dẫn hướng quy tắc ngầm, sau đó triệt để đem ngươi thanh danh làm thối, cho ngươi còn chưa có xuất đầu trước hết gánh vác bêu danh. Lương Hy khó có thể tin xem hắn. Phương tự cười nhẹ nói. Vinh vũ đông cái ngốc kia tử, vậy mà thật sự tin. Liền tính đi theo ta rời đi nghệ thiên sau còn tại bất chợt nói bóng nói gió, muốn ta đem trên tay bất lợi cho của ngươi này chứng cớ tiêu hủy, ha vốn là không tồn tại gì đó, thế nào tiêu hủy. Nghe đến đó, Lương Hy rốt cuộc nhẫn không đi xuống, lạnh lùng nói. Phương tự, ngươi hơi quá đáng. Là, ta liền là một cái rất mức phân nhân, nhưng ngươi lấy ta không có cách. Phương tự đón nhận ánh mắt của nàng, một bộ bằng phẳng bộ dáng, ngươi không có khả năng đem ta vừa rồi kia lời nói cầm nói cho Vinh Vũ Đông, bởi vì liền tính hắn biết chân tướng thì thế nào, hắn đã kinh vô pháp quay đầu, thái hoành mẫn bên kia không có khả năng lại muốn hắn nếu muốn vừa đổi đông gia sẽ lại đi ăn mán khác sẽ đối nghệ nhân bản thân tín dụng có tổn hại ai sẽ tới đón thủ hắn liền tính ngươi thay hắn tìm được tân người đại diện có thể cam đoan ở người khác thủ hạ vinh vũ đông hội phát triển càng tốt sao lương hy ngươi là một cái khôn khéo nhân biết cân nhắc lợi hại này không là nhất bút có lời mua bán sẽ chỉ làm vinh vũ đông sốt ruột thôi huống hồ ngươi đã hạ quyết tâm muốn cùng hắn chặt đứt vậy muốn đoạn cái can tịnh hiện tại đi tìm hắn khó có thể tránh cho dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng ngươi đây là đang đùa trêu người tâm đem mỗi người đều cho rằng của ngươi quân cờ nếu không là xem đối phương là cái người bị thương lương hy thật muốn đem phương tự tha đi ra ngoài tấu một chút bính thi nàng là thật tâm thích ngươi vũ đông vũ đông chính là cái đại nam hài tính trẻ con tâm tư đơn giản ngươi muốn là chân thành tướng đãi bọn họ cũng tất hội quá chú tâm tin cậy ngươi ngươi cần gì phải đùa bẩn loại này ti bỉ thủ đoạn người đại diện cùng nghệ nhân vốn là không nên là cho nhau thâu tâm đào phế quan hệ phương tự lạnh lùng nói chẳng qua là vì cộng đồng ích lợi thành lập khởi một cái hợp tác liên minh thôi lương hy cảm thấy trái tim băng giá sau một lúc lâu nàng câm thanh âm mở miệng một chữ một chút nói bất đồng không phân vì mưu Phương tự, chính ngươi hảo hảo bảo trọng đi Lương Hy xoay người kia trong nháy mắt Phương tự nhắm hai mắt lại Vẫn như năm đó lần đầu tiên gặp lúc gặp nhau như vậy Lời nói mang theo nhàn nhạt ý cười Nói chuyện gốc kinh Lương Hy, ngươi cũng là Tác giả có chuyện muốn nói Hầu đại thiếu này phát âm lấy tài liệu cho chúng ta Kịch bản xã mổ vị vai chính Ha 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 vai chính thật to là bắc kinh nhân Nói chuyện tự nhiên mà vậy liền mang theo Nhi giọng nói lúc đó là ở xếp một cái lấy thời trung cổ châu âu vì bối cảnh kịch nguyên bản thật kiểu dáng âu tây lời kịch theo trong miệng hắn vừa ra khỏi miệng tựu thành kinh khuôn cách phân phân chung làm cho người ta ra diễn trong ấn tượng tổng nhớ được hắn là thật sự có nói quá hầu nhi tắt lôi ta cách vách phòng ngủ một cái phương bắc muội tử nói lần đầu tiên xem người khác hồi phục hầu thời điểm hoàn toàn không nghĩ tới là hảo ký tứ bởi vì nàng theo bản năng sẽ đem nó niệm thành hầu nhi ta cũng vậy đến bên này đọc sách sau mới biết được L nhưng xã đoàn hoạt động A lớp thông tri A thật nhiều thời điểm đều hồi phục hầu, thành thói quen, thế cho nên ta hiện tại cùng trước kia đồng học nói chuyện khi đánh cái hầu tự, ý tứ đi lại sau đều phải giải thích hạ, có đôi khi trực tiếp phát cái hầu tử biểu cảm đi qua, ta đại Trung Quốc ngôn ngữ thật sự là bác đại tinh thâm, thâm trầm mặt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 65 Tim đập Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tháng 6 sơ, âm u cạm bẫy, quay trực tiếp cận kết thúc Theo phim nhựa trung mặt nạ một chút bông ra từng màn, hàng thước nhân vật sắc thái dần dần nồng liệt đứng lên Không lại chính là tương đối trạng thái tỉnh hào hoa phong nhã Cả người tư sống mãnh liệt đứng lên, chấp nhất, oán hận, ghen tị, lạnh lùng, thống khổ, cô độc, âm hiểm, yếu ớt thật giống như nguyên bản yên tĩnh tường hòa mùa thu cuốn lấy một hồi vĩ đại gió lốc thế tới rào rạc như vậy hung mảnh, như vậy thảm thiết có lẽ có thể nói khi chẳng phải mặt nạ vặn vẹo âm u cũng tốt nhã nhặn ôn nhuận cũng thế đều là hàng thước bản thân vô phần thật giả xảo diệu hỗn hợp ở của hắn tính cách bên trong liền giống như hắn một bên đem nhiếp minh diệu coi là tri kỷ cho thật sâu tín nhiệm một bên lại trăm phương ngàn kế muốn cùng hắn so đo thậm chí không quan tâm trận này trò chơi bên trong nhiếp minh diệu hay không hội đã đánh mất tánh mạng nhưng đều có thiện ác hai mặt chẳng qua thường xuyên chỉ triển lộ trong đó một mặt đem một mặt khác ẩn giấu đi thôi mà ở âm u cạm bẫy hạ bán đoạn bên trong hàng thức hai mặt kim cụ tựa như mâu thuẫn lại chân thật lương hy nhớ tới phương tự ngày ấy theo bệnh viện vừa ra tới nàng liền trực tiếp đi sân bay phản hồi kịch tổ thậm chí đều đã quên đi tìm Chu Tịnh Đàm công tác. Lúc đó của nàng nội tâm là đã lâu tức giận, nhưng làm máy bay rất xuống thời điểm, nàng bình tĩnh xuống dưới. Nàng không có tư cách chỉ trích phương tự thủ đoạn ti tiện. Bởi vì hắn làm mấy chuyện này, trong đó có một việc nàng cũng làm. Nàng cũng không có lập trường phẫn nộ. Bởi vì nói đến cùng, phương tự cũng cũng không có thương hại nàng cái gì. Nhưng nàng chính là không thể giải thoát. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật sự khó có thể nhận, lúc ban đầu cái kia khiêm tốn tin cậy sư huynh, nhưng lại hội như thế thận trọng, tính kế nhân tâm. Còn nhớ rõ, thanh xuân kỹ, tham ban lúc ấy, phương tự nói sai nhìn nàng. Mà nàng làm sao không là đâu. Chính là tế cứu đứng lên ứng không phải là sai xem, mà là không thể thâm xem bãi. Theo hàng thước nhân vật hình tượng toàn diện vạch trần, sào văn cần nổi lên cảm xúc cũng càng ngày càng nhiều hắn nguyên bản nói sẽ không nhiều, bình thường chính là ở Lương Hy trước mặt hội nhiều lời vài câu, hiện tại vũ phát trầm mặt, hạ màn ảnh sau nhiều lắm nghe hạ đạo diễn nói diễn, cũng không cùng khác diễn viên trao đổi, mà là thẳng tọa ở trong góc cúi đầu không nói, hoặc là nhìn phương xa trầm tư, chỉ có Lương Hy câu hỏi khi, hắn mới có thể mở miệng, chính là lúc này đáp cũng thập phần ngắn gọn. Nhập diễn là chuyện tốt, khả nhập diễn quá sâu sẽ không tốt lắm. Lương Hy vừa nhận thấy được manh mối, liền nhắc nhở Sào Văn, nhưng đối phương chính là gật gật đầu, nhàn nhạt trở về câu, đừng lo lắng. Sào Văn cùng Quách Thành Tuấn ở thiên thai thượng rằng co diễn vỗ đầy đủ ba ngày đều chưa kết thúc. Tình cảm biến chuyển, đại lượng lời kịch, bùng nổ thức tự mình phân tích, rất nhỏ lại trọng yếu tiêu sái vị cùng động tác. Không thể nghi ngờ, đây là toàn kịch màn kịch quan trọng, bởi vậy Lưu Sương Hào đối trận này diễn yêu cầu phá lệ cao, qua một lần lại một lần, cho dù là đã đạt tới bản thân mong muốn hiệu quả, còn là muốn lại kích phát diễn viên tiềm năng, đánh ra rất tốt đối thủ diễn. Lương Hy nghe nói, Liêu Đạo muốn đem, âm u cạm bẫy, cầm hướng sang năm hương cảng kim tiêu thưởng. Đối thủ diễn chụp đến ngày thứ ba, kịch tổ nhân cũng đã thật mỏi mệt, cho nên Liêu Đạo lòng từ bi, buổi chiều hãy thu công. Lương Hy vội vàng ở trong phòng xử lý chu tịnh theo bê thị phát đến văn kiện, bất tri bất giác đã đến 9 giờ tối lúc này có người gõ cửa tiểu tạ lương hy mở cửa nhìn đến đứng ở ngoài cửa là nàng cấp sào văn thỉnh trợ lý tạ dương tạ dương vẽ mặt thoạt nhìn có chút sốt ruột hi tỷ người muốn hay không nhìn hạ văn ca tình huống văn ca quay chụp trở về đều liền luôn luôn đem bản thân quan ở trong phòng đưa cơm chiều đi qua cũng không mở cửa có phải không phải ngủ tạ dương nói theo cơm điểm đến bây giờ ta cùng Trần Thiến đều thay phiên tặng vài lần, sau đó đánh văn ca di động là tắt máy, trong phòng tọa kia bác thông sau lại bị nhanh chóng cắt đứt, sau sẽ lại cũng đánh không thông. Lương Hy ánh mắt nhất thâm, nhưng cũng không có đem trong lòng lo lắng biểu hiện ra ngoài, mà là bình tĩnh nói. Hảo, ngươi cùng Tiểu Trần về phòng trước nghỉ ngơi, phải tránh đem việc này lộ ra, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ân tốt. Nghe Lương Hy vừa nói như thế, Tạ Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn là thì thào một câu, khả ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì a. À. Nhìn theo tiểu tạ sau khi trở về, Lương Hy đi đến sào văn trước phòng. Xoa bóp một lần linh, không ai ứng, lại gõ cửa gõ cửa, vẫn là không động tĩnh. Vì thế nàng gần sát môn, cao giọng hỏi. Sào văn, ở sao? Không ai tới mở cửa, cũng không có người đến trả lời nàng. Lương Hy cảm thấy trầm xuống, Trước mắt nhanh nhất tiệp phương pháp tất nhiên là đi trước sân khấu nơi đó muốn phòng tạp, nhưng trong đó chứng minh thủ tục rất là phiền toái, hơn nữa hội làm cho người ta tai mắt, nhưng kịch tổ những người khác cũng biết chuyện này, thật sự là không ổn. Vì thế nàng trở lại trong phòng sau, lúc này dùng kéo đem ra giường cùng túi chữ nhật đều tiễn thành điều, trói lại đến làm thành một cái màu trắng dây dài, sau đó đem bố thằng một mặt hệ ở trong phòng quỷ bính thượng một chỗ khác truyền ở bên hông nàng cùng sào văn phòng ở đồng nhất một bên, cách rất gần. Chỉ thấy nàng thân pháp nhẹ nhàng lục ra ngoài cửa sổ, không hề sợ hãi, vững vàng dẫm nát ngoài cửa sổ chật hẹp vách tường duyên, sau đó mượn dùng trên tường ống dẫn cùng tế vật, từng bước đi trước, tựa như một cái nhanh nhẹn miêu. Hảo vào lúc này bóng đêm đã trầm, của nàng động tác mau, trên đường cũng không ai phát hiện. Tháng 6 hương cảng đã rất nóng, nàng mặc quần đùi ngắn tay, lưu loát sợi tóc bị ẩm nóng gió đêm vén lên nàng chỗ vị trí là nhà này khách sạn lầu 7. Từ bên ngoài xem, sào văn phòng cửa sổ lộ ra ánh sáng. Diễn viên trụ phòng so người đại diện trụ phòng tốt, bên giường chính là ba mặt vĩ đại cửa sổ sát đất, trong đó có một mặt là có thể mở ra, ngoài cửa sổ có một tiểu ban công. Lương Hy một đường phàn đi qua, phát hiện sào văn kéo chặt cái màn giường, đem cực tốt cảnh đêm cự chi ngoài cửa. Nàng nhẹ nhàng nhảy, nhảy tới tiểu trên ban công, cơ hồ không phát ra cái gì tiếng vang. Nàng đem trên lưng dây thừng cởi bỏ, muốn mở ra cửa sổ môn, lại phát hiện theo bên trong khóa, đành phải dùng sức gõ gõ thủy tinh. Ngoài cửa sổ là ban công, ban công ngoại là thất tầng lầu độ cao, mà vậy mà sẽ có người đột nhiên ở bên ngoài vang lên rèm cửa sổ khép chặt sau cửa sổ môn, thật sự là không thể tưởng tượng. Trận này cảnh nếu là ở nửa đêm phát sinh, hẳn là loại thật kinh sợ. Liên tục gõ đại khái có 2 phút, rèm cửa sổ bị kéo ra. Chỉ thấy bên trong ngọn đèn hôn ám, sào văn vẫn như cũ là ban ngày trang phục, sắc màu ấm ngọn đèn buộc vòng quanh hắn thâm thúy anh tuấn bên mặt mày, một thác sườn mặt tắt hãm ở bóng ma bên trong. Nhìn đến cửa sổ ngoài cửa lương hy, hắn trong mắt nghi hoặc chuyển thành kinh ngạc, thậm chí là sững sờ. Lương Hy hướng tới hắn lại khấu hai lần thủy tinh, ý bảo hắn đừng quan đứng, đuổi mở cửa nhanh. Nhìn đến trong phòng nhân bình an vô sự nàng an tâm cửa bị đẩy ra, sào văn rất cao, đứng ở cửa khẩu liền cùng khảm ở khung cửa thượng dường như. Trên mặt của hắn không thấy hỉ giận, nhưng đáy mắt lại hắt nùng trù, hắn trầm giọng hỏi. Làm sao ngươi hội ở bên ngoài? Lương Hy chỉ chỉ trên đất bố thằng, nhẹ nhàng bân quơ nói. Cứ như vậy theo phòng ta tới được, ai kêu ngươi không? Ai kêu ngươi đem bản thân quan ở trong phòng, ai đều không để ý, làm cho người ta lo lắng nhưng mà lời còn chưa nói hết, trên cánh tay mạnh chịu lực, Lương Hy thân thể thất hành, bị lãm nhập một cái giày rộng ôm ấp, thố không kịp phòng. Sào văn cúi xuống thắt lưng, hai tay đem nàng ôm vào trong ngực, như vậy dùng sức, thật giống như trong lòng nhân là hắn ở trên đời này cận tồn dựa vào. Diễn lý hàng thước sẽ có hút thuốc màn ảnh, cho nên hiện tại trên thân nam nhân có nhàn nhạc yên thảo vị, lại cũng không khó nghe thấy. Lương Hy có thể nghe được đối phương lồng ngực trung hữu lực tim đập, tiết tấu dồn dập. Nàng thậm chí có thể cảm giác được sào văn ôm tay nàng có ở rung nhẹ nhẹ. Như thế nào? Nàng không rõ chân tướng, vương tay vỗ nhẹ nhẹ chụp nam nhân phía sau lưng, tưởng quỷ. Bị dọa đến. Nàng như là dỗ tiểu hài tử giống nhau trấn an sào văn, cho rằng đối phương là bị nàng này kinh sợ vừa ra cấp liền phát hoảng. Sào văn chính là gắt gao ôm nàng, không chịu nới ra. Sau một lúc lâu, hắn mới câm thanh âm nói không cần lại làm như vậy nguy hiểm sự tình ân không cần leo cửa sổ sào văn thanh âm rất thấp giống là có chút nghĩ mà sợ ngã xuống làm sao bây giờ nguyên lai là đang lo lắng này lương hy nở nụ cười nâng tay sờ sờ đối phương cái ót bình tĩnh nói sẽ không ta kỹ thuật thành thạo lắm đi qua nàng cơ hồ chính là võ nghệ cao cường hộ chuyên nghiệp đến đây bên này sau tuy là không trước kia như vậy chịu khó nhưng này kỹ năng luôn luôn vẫn là hội dùng là tái sinh sơ đều không đến mức ngã xuống không được sào văn gần như thì thào thật sự làm ta sợ muốn chết xem như ta cầu xin ngươi lương hy cũng là lần đầu tiên nghe hắn dùng như vậy ngữ khí đành phải bất đắc dĩ nói ai kêu ngươi lại không tiếp điện thoại lại không mở cửa ta đây không là lo lắng một mình ngươi quan ở trong phòng có việc sao Sào văn tiếng trầm nói. Ta đây về sau không như vậy, ngươi cũng không cho lại làm như vậy nguy hiểm sự tình. Hảo hảo hảo. Lương Hy miệng đầy đáp ứng. Hai phút sau. Sào văn, ngươi có thể trước đem ta buông ra sao? Phòng nội chỉ mở màu da cam sắc đầu giường đăng, điều hòa đánh cho rất thấp, tivi không khai, đệm giường cũng không có động quá dấu vết. Lương Hy đoán Sào Văn hơn phân nửa chính là ngồi ở trên sàn phát ra cả đêm ngốc gặp sào văn dựa vào giường ở trên sàn ngồi xuống lương hy cũng đi theo ngồi trên chiếu một bên hỏi thế nào không ăn cơm chiều không đói bụng tiểu trần bọn họ ở bên ngoài gõ cửa ấn chuông cửa làm sao ngươi cũng không về một tiếng thực xin lỗi từ góc độ này chỉ có thể nhìn đến nam nhân sườn mặt cao thẳng mũi hạ là một trương khóe môi sâu đậm miệng như là nhất kiện hoàng mỹ điêu khắc phẩm hắn giải thích nói đang suy nghĩ chuyện gì tình, rất nhập thần, không có nghe đến. Lương Hy ôm nhu hỏi. Nghĩ cái gì? Sào Văn nói. Tưởng hàng thức sở tác sở vi, tưởng hắn là thế nào xem thế giới này. Ta giống như càng ngày càng có thể lý giải hắn. Sào Văn. Lương Hy chuyển thân quỳ gối Sào Văn phía trước, sau đó khuynh thân dùng hai tay nâng dậy đối phương mặt, nhìn cặp kia con ngươi đen, nghiêm cẩn nói. Mặc dù ở màn ảnh tiền ngươi là hàng thước, nhưng kịch tổ kết thúc công việc sau, ngươi chính là Sào Văn. Ngày hè nắng hè chói chang, lòng bàn tay nàng cũng không nóng rực, cũng không nhân trong phòng lạnh khí mà trở nên lạnh lẽo. Lương Hi Thủ luôn luôn đều thật ấm áp. Sào Văn kinh ngạc xem nàng. Chỉ cảm thấy những lời này cùng này đôi thủ độ ấm đem bản thân trong lòng nào đó này nọ chậm rãi tan rã. Ở như vậy trong nháy mắt, hắn có loại giải thoát cảm giác, thể xác và tinh thần tích lũy trầm trọng cảm khoảnh khắc bay tán loạn thành vũ, cách hắn đi xa. Hàng thước bóng ma giống như thấy ánh nắng thông thường, dần dần tan tác đi. Lại mở miệng khi, sào văn đáy mắt không thấy vẻ lo lắng, khôi phục thanh minh. Hắn đáp. Ân. Lương Hy không nhanh không chậm, nhưng câu chữ chân thành. Nhân giác hợp nhất là chuyện tốt, nhưng rời đi màn ảnh sau cũng muốn chạy nhanh ra diễn hàng thước sở tác sở vi đều không có quan hệ gì với ngươi, hắn trong mắt thế giới, sẽ không là ngươi trong mắt thế giới. Ta biết. Sào văn khóe môi nhất câu, đúng là lộ ra cực đạm mỉm cười. Hàng thước trong thế giới, không có ngươi, nhưng là ta có. Trong đôi mắt hắn tựa như có tinh quang ở lóng lánh. Xem sào văn ánh mắt cùng tươi cười, lương hy tâm đột nhiên không chịu khống chế bùng bùng da tốc nhảy lên. Rõ ràng bên trong điều hòa độ ấm như vậy thấp, nhưng nàng lại cảm thấy nóng trên mặt nóng lên vì thế nàng có chút co quắp đứng lên thanh khụ một tiếng cường trang trấn định nói ngươi đã không có việc gì ta đây cần phải trở về điều hòa đừng đánh như vậy thấp chú ý đừng nóng cảm mạo hảo gặp lương hy xoay người thẳng hướng ngoài cửa sổ đi sào văn ngăn lại nói đi cửa chính lương hy sửng sốt ách nhưng là ta không mang phòng tạp đường củ lộn trở lại mà thôi không cần lo lắng. Xào vang. Buông điện thoại. Không được kêu trước sân khấu. Tháng 6 trung tuần, âm u cạm bẫy, thuận lợi sát thanh. Lâm hồi bê thị tiền, vừa vặn vượt qua sầm tiểu tuyết xuất ngoại ngày, lương hy đến sân bay cho nàng tiễn đưa. Sầm tiểu tuyết riêng chi khai gia gia nải nải. Một mình cùng Lương Hy đi đến một bên nói một lát nói. Lương Hy dặn dò nói. Một mình ngươi xuất môn ở ngoài, Dị quốc tha hương, mọi việc cẩn thận, chăm sóc thật tốt bản thân. Ân, đã biết, cảm ơn Hi Tỷ. Sầm Tiểu Tuyết cười gật đầu, rồi sau đó cảm khái nói: Ba năm trước ta khẳng định không thể tưởng được hôm nay, ta cũng vậy. Đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này trừ thời gian đến giáo Sào Văn Tiến quản. Ôi, có thể cho Minh Tinh làm lão sư, bản thân cũng rất kiếm a. À. Sầm Tiểu Tuyết cười nói, Hi Tỷ. Đến lúc đó ngươi muốn phát triển sào văn ca hải ngoại hậu viên hội khi nhớ được liên hệ ta, ta muốn làm hội trưởng. Lương Hy nhíu mày. Ngươi không là vinh vũ đông phan đoàn sao? Nhưng này không ảnh hưởng ta duy trì sào văn ca sự nghiệp phát triển A. À? Sầm tiểu tuyết tinh thần phấn chấn bồng bột, thậm chí khai nổi lên vui đùa, mấu chốt nhất là duy trì hy tỷ ngươi thôi, kỳ thực ta càng muốn làm Lương Hy phan hậu viên hội hội trưởng nha. Lương Hy dương khóe miệng, nói đã biết, đến lúc đó cho ngươi phát bưu kiện. Ân. Sầm tiểu tuyết cúi đầu nhu nhu ngón tay mình, như là do dự rối rắm một hồi lâu, mới lại ngẩng đầu lên, cố lấy dũng khí nói, Hi tỷ, nếu ngươi có thể nhìn thấy Vinh thiếu lời nói, có thể giúp ta nói tiếng thật xin lỗi sao? Chuyện năm đó, luôn luôn không có thể giáp mặt chính miệng hảo hảo nói xin lỗi. Lương Hy ánh mắt toàn là bao dung, ôn mát như nước. Có thể sầm tiểu tuyết như trút gánh nặng một loại cười đến rực rỡ thật là rất cảm tạ ngươi hi Tỷ. hai người kế tiếp hàn huyên không đến ngủ câu sầm tiểu tuyết phải đi rồi nhìn nữ sinh đi xa bóng lưng lương hy có loại trời cao biển rộng cảm giác nhưng lại sinh ra một loại không hiểu cảm khái bất quá chính là ba năm rất nhiều này nọ cũng đã không giống với hoặc hảo hoặc hư hoặc tạm thời vô pháp làm mình năm tháng trung duy nhất có thể tận lực bảo trì không thay đổi, chỉ có chủ tâm mà thôi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 66 Đầm lầy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đại khái là thật đêm, nếu ta kiếm rất nhiều tiền, lương hy liền sẽ không mang khác nghệ nhân, chuyện này ghi tạc trong lòng, cho nên máy bay mới vừa rơi xuống đất bê thị, Sào Văn liền đang ám chỉ Lương Hy giúp hắn tìm đại ngôn tìm phiến ước, một bộ, ta muốn đem đương kỳ điền càng mãn càng tốt, ta muốn làm công tác cùng cho ta người đại diện nhiều điểm du thủy, bộ dáng. Tiền là đương nhiên muốn kiếm, nhưng Lương Hy vẫn là câu kia cách ngôn. Hà thiếu không ẩu. Hiện tại cách Kim Châu mở thưởng còn có 2 tháng, thanh xuân kỹ, phòng bán vé cùng danh tiếng có mắt đều thấy, có thể nhập vây Kim Châu thưởng sắp tới, liền tính lần này Sào Văn không thể thu hoạch tốt nhất người mới, 9 tháng qua đi có đoạt giải tác phẩm bản thân, giá trị con người tất trướng, tiếp đến đại ngôn tài nguyên cũng sẽ càng cái trước cấp bậc, bởi vậy hiện tại chỉ cần treo giá, phải tránh ham nhất thời chi lợi, tiếp chút loạn thất bát tao hoặc không phù hợp hình tượng đắp nặng. Quảng cáo, tự hạ dáng người. Cho nên cuối cùng cũng chỉ là chứng thực đến tuyển kịch mặt trên. 7 tháng sơ, Lương Hy cấp xào văn đưa tới hai bộ tác phẩm thử đọc kịch bản. Có phiến thù làm của cải sau, Lương Hy giúp đỡ Sào Văn đặt mua nhiều gia cụ, tỉ như nàng hiện tại ngồi bố nghệ sofa. Này Lý có hai bộ kịch. Nàng theo trong bao lấy ra hai phân kịch bản, đặt ở trên bàn trà, nhất bộ là phim truyền hình, giảng giang hồ võ hiệp, hiện tại khó gặp chính kịch, nguyên tiểu thuyết bị ca tụng là tân sinh đại võ hiệp tiểu thuyết đứng đầu, cảm tình diễn rất ít, chỉ là làm đẹp, tuy rằng bởi vậy chịu chúng khả năng hội thu nhỏ lại, nhưng nhân vật cạnh tranh vẫn là thật kịch liệt một khác bộ là nhân vật điện ảnh, giảng một cái diễn viên cả đời nổi nổi chìm chìm, là có nguyên hình, đây là phiến phương chủ động tới tìm chúng ta, nói ngươi là bọn hắn đệ nhất nhân tuyển. Sào văn cầm lấy gốc hậu kia một sấp, đúng là phim truyền hình sơ hình kịch bản. Hắn chính là hỏi, chụp phim truyền hình có phải không phải càng kiếm tiền? Lương Hy mỉm cười, là nếu ngươi thông qua nhân vật thử kính, ta có nắm chắc đem giá nói tới 10 vạn nhất tập. Sào văn cúi đầu không nói, như là ở suy xét. Thấy hắn bộ này bộ dáng, Lương Hy bật cười nói. Ngươi nha, nhưng đừng rơi vào tiền mắt nhi lý đi, tiền vấn đề không cần lo lắng, ngươi vẫn là hảo hảo xem hạ kịch bản đi, cảm thấy đáng diễn mới diễn. Sào văn hỏi. Thử kính là khi nào thì? Cuối tháng 8-9 tháng sơ, kịch tổ định ở tháng 10 khởi động máy. Hiện tại cụ thể thời gian chưa định ra sào văn lên tiếng bắt đầu lật xem trong tay kịch bản lương hy tò mò nhìn về phía hắn làm sao ngươi không hỏi ta kia bộ điện ảnh tình huống sào văn thuận miệng nói ngươi cảm thấy đi là được ta không ý kiến hay là muốn trưng cầu của ngươi ý kiến lương hy nghiêm cẩn nói kịch bản ta xem xong rồi cho ngươi nói rằng đại khái kịch tình đi phim nhựa lý nhân vật chính được quá mất quá tinh quang lộng lẫy là lúc gặp được tai nạn xe cộ bị hủy dung mạo từ đây sa đọa qua ngày thậm chí nhiễm lên độc nghiện nghe đến đó sào văn phiên trang giấy ngón tay một chút lưng cứng đờ nhưng là ở người yêu cùng bằng hữu dưới sự trợ giúp hắn cuối cùng đi ra vẻ lo lắng lui khỏi vị trí phía sau màn trở thành một gã vĩ đại đạo diễn lương hy tiếp tục nói bởi vì nguyên hình kết cục rất là thê thảm phản đối cho nên biên kịch sửa lại hạ bán đoạn chuyện xưa ở trong phim cho hắn một cái ánh mặt trời mỹ mãn kết cục Viên mãn chính là chuyện xưa, tàn khốc mới là hiện thực. Trên thực tế, điện ảnh nhân vật chính nguyên hình trở thành kẻ nghiện sau liền xa vào cho sống mơ mơ màng màng bên trong, đổ thất bại thảm hại, không có đứng lên quá, cuối cùng là cô độc chết ở trong phòng. Liền ngay cả của hắn tác phẩm, cũng bởi vậy nhận đến màn ảnh phong sát, khó gặp dấu chân. Hiện tại phỏng chừng không có ai có thể giống như sào văn cất chứa đầy đủ hết này diễn viên sở hữu tác phẩm chính bản DVD. Sào văn sườn mặt lạnh tuấn, thanh âm trầm thấp, một chữ một chút hỏi. Này nguyên hình, là ai? Tống Hạ Thành. Lương Hy đáp. Nam nhân nhìn đi lại, ánh mắt hắn như là một bãi tối đen đầm lầy. Lương Hy nói. Đạo diễn cùng biên kịch đều là lúc trước, túy tỉnh mai, kịch tổ nhân viên, cùng Tống Hạ Thành là bạn tri kỷ bạn tốt, cho nên muốn lấy đến đây kỷ niệm. Tới giao hảo hữu. Còn chưa chờ Lương Hy nói xong, Sào Văn liền lãnh cười rộ lên, đáy mắt là đã lâu trào phúng cùng lệ khí, xảy ra chuyện khi tránh như rắn rết, hiện tại nhân đi trà mát mới nhớ tới truy điệu hoài niệm, không biết là quá muộn sao. Nói đến cùng, cũng bất quá là muốn dùng người chết tư liệu sống lao nhất bút tiền tài, cuộc đời chuyện xưa bãi ở nơi đó, cũng không cần bọn họ tốn nhiều cân não, lại vẫn sửa như vậy một đoạn kết cục, quả thực là buồn cười. Bọn họ vô liêm sĩ cũng thật sự là làm cho ta mở mang tầm mắt lương hy không nghĩ tới sào văn phản ứng sẽ như vậy đại lúc này sửng sốt sào văn ngươi bình tĩnh một chút chủ giác ở người yêu cùng bằng hữu dưới sự trợ giúp đi ra vẻ lo lắng sào văn càng nói càng kích động đáy mắt đầm lầy bị lửa giận chiếu tỏa sáng hắn thanh sắc câu lệ như là ở lên án làm người ta giận sôi hành vi bọn họ nhưng là có mặt nói a à, nổi bật chính thịnh khi một cái hai sợ là lẫn mất cùng con chuột giống nhau Lúc trước có thể có nửa phần an ủi cùng làm bạn Hiện tại khen ngược, tưởng nghi mặt nói thương tiếc bạn thân tri kỷ Tất cả đều mẹ nó là đôi cẩu thỉ Nói xong, hắn nảy sinh ác độc dường như đem trên bàn trà kia bộ điện ảnh thử đọc kịch bản kéo mở tê toái Sau đó yếm khí đem toái giấy quăng đi ra ngoài Mãng phòng thách tán màu trắng giấy tiết, lã tả, hỗn độn chiếu vào trên sàn Trang giấy bản vô độ ấm, nhưng bên trong lại giống rơi xuống một hồi lãnh tuyết lạnh thấu xương lương hy đã thật lâu chưa từng thấy như vậy sào văn khi cổ bi thương cùng thô bạo hỗn tạp hơi thở lại về tới của hắn trên người hắn hiện tại giống như là đem sắc bén chủy thủ hắn gầm nhẹ nói người kia cặn bã lại có cái gì hảo chụp loại này chuyện xưa loại này đoàn đội quả thực là làm cho người ta buồn nôn lương hy đè lại bờ vai của hắn trấn an nói sào văn bình tĩnh nam nhân kịch liệt phập phòng ngực dần dần bình ổn hắn lại không nhìn tới lương hy mà là câu chữ kiên quyết trầm giọng nói ta chết đều sẽ không diễn này bộ điện ảnh lương hy nói hảo ta chờ hạ phải đi từ chối sào văn không lại nói chuyện cao mày âm trầm gặp sào văn cảm xúc ổn định sau lương hy bắt đầu cầm tảo đem đem phòng khách giấy tiết thanh lý sạch sẽ thời kỳ sào văn chưa từng nói qua một câu nói chính là vẫn ngồi như vậy, vẫn không nhúc nhích, giống như là một pho tượng điêu khắc. Lúc đi, Lương Hy vẫn là nhịn không được quay đầu hỏi hắn một câu nói. Sào văn, ngươi cùng Tống Hạ Thành là quan hệ như thế nào? Trên sofa nam nhân ngoảnh mặt làm ngơ, không có trả lời, khóe miệng nhất. Quên đi. Lương Hy buông tha cho, chờ ngươi nguyện ý nói với ta thời điểm, rồi nói sau. Dù sao, mỗi người trong lòng đều sẽ có bí mật. Hôm sau, Trần Nhạc Lăng hẹn Lương Hy ăn cơm, cho nên 4 giờ chiều khi Lương Hy sẽ đến hoa tụng tìm nàng. Trần Nhạc Lăng nhập làm được thời gian so phương tự cùng Lương Hy đều phải lâu, cho nên hiện tại ở hoa tụng đã có phòng làm việc của bản thân, chẳng qua tương đối thiên, không là cái gì hảo vị trí, duy nhất ưu việc chính là hội đi ngang qua ít người. Lương Hy vừa tới cửa. Liền cách môn nghe được Trần Nhạc Lăng phẫn nộ quát. Lê giả, ngươi không cần quá phận sau đó loáng thoáng nghe thấy Lê giả ngữ khí không tốt nói. Trần Nhạc Lăng, ngươi cho là. Không biết hắn kết quả nói gì đó, Lương Hy lần đầu tiên nghe Trần Nhạc Lăng dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Cút. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Trần Nhạc Lăng tỳ khí, luôn luôn là tốt nhất. Nàng là trời xanh tính ôm lương nhân, gặp được phân tranh hội chủ động giảng hòa, bị người khiêu khích cũng không giận giận, luôn một bộ người hiền lành bộ dáng. Phương tự mắng nàng khi, nàng sẽ không cùng hắn ầm ỉ, mà là vẻ mặt ôn hòa theo hắn giảng đạo lý, điểm này ngay cả Lương Hy đều làm không được. Nàng là thật tích tài, cho nên liền tính Lê Giả đang phi phản bội quá nàng một lần, nàng cũng không kế tiền ngại, vẫn là nguyện ý tận tâm bồi dưỡng hắn. Nhưng là Lê Giả không cảm kích, còn luôn ỷ vào nàng nhân hảo, khi dễ nàng. Lương Hy cảm thấy tiếp tục như vậy không là biện pháp, thanh âm sớm hay muộn sẽ đem người khác đưa tới, vì thế nâng tay khấu gõ cửa. Phía sau cửa nhất thời yên tĩnh. Ai? Lê giả lạnh lùng nói. Lương Hy đè nặng thanh âm nói. Ta là phòng nhân sự trợ lý tiểu vương, có phần văn kiện cấp cho nhạc lăng tỷ xác nhận. Nàng hiện tại không rảnh. Nam nhân thật không kiên nhẫn bộ dáng, mau cút. Lương Hy sờ sờ mũi, nghĩ rằng vị này đại gia tỳ khí so sào văn say rượu khi còn lớn hơn. Ta ở tự hồ tránh thoát lê giả kiềm chế loạn choạn đã đi tới trần nhạc lăng thanh âm có chút cấp khóa cửa ta cho ngươi mở cửa nhưng mà môn bính chỗ vừa phát ra một tiếng thanh thúy vặn mở khóa thanh âm phía sau cửa lại đột nhiên vang lên một cái đông trầm đục như là có cái gì vậy đụng vào trên tường lương hy lập tức ninh hạ môn đem đẩy cửa mà vào chỉ thấy trần nhạc lăng phía sau lưng dán tường ngồi dưới đất tay trái che chở vai phải bàn xác nhận bị đụng vào lộ ra ăn đau biểu cảm, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, không biết là bởi vì khí còn là vì đau. Mà đứng ở trước mặt nàng trên cao nhìn xuống, đúng là hiện nay như mặt trời ban trưa tiểu ca vương lê giả. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới lần này sẽ làm Trần Nhạc Lăng ném tới địa hạ, nhất thời cũng có chút sững sờ, đáy mắt hiện lên hối hận cùng hoảng loạn, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, lương hy liền vào được. Hắn thậm chí còn chưa kịp thu hồi mới vừa rồi thô bạo vương đi đẩy Trần Nhạc Lăng thủ nhạc lăng tỷ Lương Hy vội vàng đem trần nhạc lăng cấp phù lên, đau đến lợi hại sao. Ta không sao, chính là đụng phải hạ mà thôi. Trần Nhạc Lăng dắt khóe miệng lôi ra một cái tươi cười, dương mắt gặp là Lương Hy, sợ run một chút, nguyên lai like vừa mới cái kia trợ lý là ngươi, trách không được thanh âm như vậy quen thuộc. Lê giả cao mày, một bộ cả vú lấp miệng em bộ dáng. Ngươi là ai? Ta thế nào không ở hoa tụng gặp qua ngươi? đùng lương hy không có trả lời mà là mặt không biểu cảm đi lên phía trước nâng tay liền cho nam nhân trên mặt hai bàn tay phía sau trần nhạc lăng kinh hô lương hy nhưng lương hy cũng không có như vậy dừng tay nàng một tay đem lê giả cổ áo đi xuống nhéo thanh âm lãnh chiếm được điệu băng tra ngươi nhớ cho kỹ ta gọi lương hy này hai bàn tay là ta đại nhạc lăng tỉ thưởng của ngươi khóe môi nàng phúc băng sương trong mắt là túc xác hàng ý Lê giả đầu tiên là bị chấn khiếp sợ, đãi phục hồi tinh thần lại khi, thẹn quá thành giận, liền muốn hoàn thủ. Ngươi! Nhưng Lương Hy không có cho hắn cơ hội. Bởi vì tiếp theo dây, Lê giả đã ôm bụng ngồi đi xuống, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Cú đấm này, thuần túy là nhìn ngươi khó chịu, tưởng muốn giáo huấn một chút ngươi. Nàng bể nghệ nam nhân liếc mắt một cái, lập tức xoay người nhìn về phía Trần Nhạc Lăng, thần thái cùng ngữ khí đều khôi phục như thường. Nhạc lăng tỷ, mặc kệ hắn, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Trần nhạc lăng nhìn nhìn ngồi trên mặt đất lê giả, do dự một lát, cuối cùng vẫn là không có tiếng lên đem hắn kéo đến. Nàng mắt mang mệt mỏi sắc, hướng Lương Hy cười cười. Tốt! Lương Hy đại khái đoán được Lê Giả lần này vì sao muốn cùng Trần Nhạc Lăng ầm ĩ. Bởi vì Trần Nhạc Lăng muốn xuất ngoại. Ba tháng thời điểm, Trần Nhạc Lăng tân ký một cái nghệ nhân, sáng tác hình ca sĩ, rất có tài hoa, tên là Lý Sên. Lương Hy nghe qua của hắn ca, Trần Nhạc Lăng phát cho của nàng, giai điệu không linh sạch sẽ, phi thường dễ nghe, tiềm lực vô hạn, tiền đồ vô lượng. Nghe nói làm người cũng là thật đơn thuần, thái độ đối với Trần Nhạc Lăng cũng tốt lắm. Nhưng mà Phát Ngọc là cần tạo hình, bởi vậy Trần Nhạc Lăng hướng công ty tranh thủ, đưa Lý Sên đi áo địa lợi đào tạo sâu cuối cùng cao tầng phê chuẩn xuống dưới, hơn nữa cho phép Trần Nhạc Lăng đồng hành. Cho nên Lê Giả mới có thể hoãn. Trần Nhạc Lăng tại bên người khi không biết sợ, không có một ngày sắc mặt tốt, ác ngôn tướng hướng, hiện đang nhìn Trần Nhạc Lăng muốn dẫn người mới xuất ngoại, lại bá đạo mãnh liệt nháo lên, phải muốn lấy xé rách da mặt phương thức đem nhân cấp lưu lại. Ở thời điểm không hiểu quý trọng, sắp mất đi khi mới sắp chết dãy dụa. Đã quá muộn. Lương Hy biết, hiện tại Trần Nhạc Lăng quyết tâm đã sẽ không bị dao động. Theo Lê Giả còn tại dàn nhạc thời điểm, cho tới bây giờ đang phi phát triển hồng náo nhiệt hỏa, đã có không sai biệt lắm 6 năm. 6 năm đến, Trần Nhạc Lăng luôn luôn đều ở chịu đựng Lê Giả. Chính là tính tình lại tốt, đều có bùng nổ một ngày. Lại nóng cả trái tim, cũng kinh không dậy nổi 6 năm băng hàng. Con thỏ nóng nảy đều sẽ cắn người, huống chi Trần Nhạc Lăng tuy là dịu dàng, lại trước giờ cũng không phải bạch thỏ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 67 Di vật Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trần Nhạc Lăng trước tiên đến tốt lắm vị trí, là một nhà phòng ăn Tây. Sau khi ngồi xuống, Trần Nhạc Lăng thật có lỗi nói. Lương Hy, ngượng ngùng, cho ngươi chê cười, bữa này cơm coi ta như thỉnh ngươi đi phải là ta mời khách mới là. Lương Hy mỉm cười, thật giống như phía trước giáo huấn lê giả sự tình không có đã xảy ra dường như, tự nhận thức tới nay, liền luôn nhạc lăng tỷ mời khách, hiện tại sao văn sự nghiệp đi vào quỹ đạo, ta trên tay cũng dư giả, hơn nữa nhạc lăng tỷ ngươi lập tức liền muốn xuất ngoại, nào có lại cho ngươi tiêu pha đạo lý. Trần nhạc lăng cười cười, không lại nhiều hơn chối từ, chính là thoạt nhìn có chút không yên lòng. Lương Hy bắt giữ đến điểm này, hỏi nhạc lăng tỷ là lo lắng lê giả sao nghe vậy trần nhạc lăng tự dễu nói lần này cần là không đi theo lý sên ra ngoại quốc ta còn không biết tội phạm quan trọng tiện tới khi nào nhạc lăng tỷ yên tâm ta xuống tay vẫn là có chừng mực lương hy Hi biết hiện tại nhường trần nhạc lăng hoàn toàn dứt bỏ lê giả còn không rất khả năng chỉ có chờ nàng xuất ngoại sau cùng người nọ đoạn tuyệt tiếp xúc một đoạn thời gian dừng một chút lại nói lê giả không đáng giá ngươi thích trần nhạc lăng sửng sốt ngượng ngùng nói bị ngươi đã nhìn ra vì tình khốn khổ đều không phải đáng xấu hổ việc nhạc lăng tỷ cũng không cần cảm thấy thẹn thùng ta đối hắn đã sớm không có gì niệm suy nghĩ hiện tại cuối cùng là có thể đoạn cái sạch sẽ trần nhạc lăng thở dài một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn lương hy nói chế nhạo nói chật lương hy nghe qua ngươi có vẻ rất có kinh nghiệm thôi lại nhắc đến đạo lý rõ ràng, giống cái lão sư giống nhau. Lương Hy mặt đỏ lên. Chính là lý luận suông mà thôi. Giống như phía trước cũng có người nói qua nàng nói chuyện như là lão sư tới. Di, thật vậy chăng? Trần Nhạc Lăng trêu ghẹo nói, thành thật giao đãi có phải không phải yêu đương? Lương Hy dở khóc dở cười. Nhạc Lăng tỷ ngươi đừng đậu ta, thực không có. Trần Nhạc Lăng nhíu mày theo lần trước bị ta gặp được thất tình sau, liền luôn luôn không có. Không có. Lúc này đến phiên lương hy xấu hổ, hai năm trước sự tình ngươi còn nhớ rõ. Đương nhiên nhớ được, nếu không là ngày đó ta xem ngươi tâm tình không tốt, mà ngươi nhìn lê giả biểu diễn hội, ta kia có thể biết hắn có một bài hát từ sao chép sự tình. Cuối cùng, Trần Nhạc Lăng lại nhàn nhạt bỏ thêm câu. Ta cũng vậy thật sự là tự làm tử, gấp gáp ngã một lần không ra một lần, không cần lại đi suy nghĩ. Lúc này ẩm phẩm sau bữa ăn chính trước đưa lên, Lương Hy uống một ngụm đông lạnh nịnh trà. Ai biết Trần Nhạc Lăng ở Lương Hy uống nước khi, ngữ ra kinh người nói. Ta xem cái kia xào văn, nhưng là đối với ngươi tốt lắm. Lương Hy sặc ở, kém chút một ngụm nước phun ra đến, khụ một hồi lâu, mới nói. Nhạc Lăng tỷ, ngươi tha ta đi. Trần Nhạc Lăng đối chính mình sự tình xem mắt bị mù, nhưng đối người khác sự tình cũng là ánh mắt độc ác, vừa thấy một cái chuẩn, không thẹn cho phương tự bao tán. Nàng chống cầm, như có điều suy nghĩ nói. Ta xem ngươi cũng rất thích của hắn. Lương Hy động tác một chút, nghĩ rằng người này ánh mắt quả thực đáng sợ, không thể lại liền đề tài này tán gẫu đi xuống, chỉ sợ không ra 20 phút, của nàng về điểm này tâm tư liền đều bị nhìn đi, hảo hảo một bữa cơm thành luyến ái tọa đàm hội vì thế nàng ngữ điệu vừa chuyển đúng rồi nhạc lăng tỉ ta nghĩ hỏi ngươi một sự kiện trần nhạc lăng biết nàng ở nói sang chuyện khác nhưng là không vạch trần mà là cười nói cái gì ngươi có biết tống hạ thành sao lương hy thích hợp nêu lên nói cùng thẩm nguyễn nhàn diễn túy tỉnh mai cái kia nha nghe nói qua trần nhạc lăng lộ ra nghi hoặc ánh mắt đối lương hy đặt câu hỏi có chút không hiểu như thế nào Hắn không là đã chết rất nhiều năm sau Gần nhất có người tưởng lấy hắn Vì nguyên hình chụp nhất bộ điện ảnh Tìm xào văn diễn nhân vật chính Lương Hy nửa thật nửa giả trả lời Ta đối quá khứ ảnh thị vòng cũng không biết Chỉ tại trên mạng lục soát một ít sự tích về hắn Nhưng dù sao rất có hạn Ta nghĩ càng nhiều hiểu biết hạ cái nhân vật này Lại nhìn hay không thuyết phục xào văn tiếp này bộ diễn Trần Nhạc Lăng lắc lắc đầu Tống hạ thành tử thời điểm ta mới vừa sinh ra sau này vào đi, cũng chỉ là đang hát phiến nghiệp hỗn, biết đến cũng không nhiều. Bất quá. Giống là nhớ tới cái gì dường như, Trần Nhạc Lăng suy tư một lát, Phương nói. Ta nhớ ra rồi, trước kia có đề cập ảnh thị vòng tiền bối nói chuyện phím khi theo ta thổn thức quá tống hạ thành đương hồng khi quan cảnh, đừng làm quan rộng mở, vua không ngai, tuy rằng không phong ảnh đế, so với ảnh đế còn chạm tay có thể bỏng. Lương Hy giữ đánh sườn sao, nói hạ ám làm dẫn đường. Nhân vật như vậy, chắc hẳn cảm tình sử cũng thật phong phú đi. Nghe nói hắn làm người cuồng ngạo, cũng truyền ra quá không ít chuyện phong lưu. Trần Nhạc Lăng y trí nhớ nói, nói xong nói xong cũng không miễn có chút thổn thức, nghe nói lúc đó hắn là các đại phú gia tiểu thư tòa thượng tân, hồng nhan tri kỷ một đám lớn, bất quá ngươi cũng biết nói, những mọi người đó tộc đều sĩ diện, tống hạ thành phong cảnh khi cũng vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt, khả ra kia sự việc như sau, ai còn cho phép nhà mình nữ nhi cùng như vậy một người có lui tới. Đắc ý khi gấm hoa rực rỡ hảo không náo nhiệt, ngã vào thung lũng hậu thân biên lạnh lạnh tanh, ngẫm lại cũng thật sự là đủ thảm, nghe nói sau khi bị phát hiện khi, thi thể đều thối. Nghe xong Trần Nhạc Lăng lời nói, Lương Hy càng thêm khẳng định trong lòng đoán rằng. Gặp Lương Hy không nói, Trần Nhạc Lăng cho rằng nàng là ở lo lắng điện ảnh sự tình, vì thế đề nghị nói. Tống Hạ Thành là rất truyền kỳ, nhân sinh được quá mất quá, diễn xuất đến vẫn có thể xem là một hồi trò hay, năm đó cùng Tống Hạ Thành có kết giao hồng nhan tri kỷ, hiện tại phần lớn 40 vài, gã làm người phụ, phi phú tức quý, nhớ tới như vậy một đoạn qua lại khẳng định cũng thật sầu não, đến lúc đó như vậy nhất ban phu nhân đoàn tổ đội đến giúp ngươi tạp tiền chống đỡ phòng bán vé, không lo không có người xem. Nếu Sào Lan còn tại thế, hội trở thành Trần Nhạc Lăng trong miệng, phu nhân đoàn, bên trong nhất viên. Lương Hy đệ một cái ý niệm trong đầu cũng là này. Nàng thượng có thể hướng Trần Nhạc Lăng hỏi thăm Tống Hạ thành chuyện, dù sao đó là trong vòng nhất thời nhân vật, trong vòng nhân hoặc nhiều hoặc ít đều biết đến một điểm, đem đại gia biết đến chấp vá lung tung, tổng có thể hợp lại ra một cái mơ hồ ấn tượng. Hết sức lông bông, tự phụ, phong lưu, không ai bị nổi, tuấn lãng vô trù, tinh quang lộng lẫy như vậy sào lan đâu cái kia xuất từ danh môn thiên kim đại tiểu thư chưa hôn trước dựng vì bảo trụ đứa nhỏ mà rời nhà trốn đi chờ lại trở lại sào Gia khi trong ngực sào văn đã trăng tròn dưỡng thai dưỡng thai kia đoạn thời gian nàng đi nơi nào vì sao sinh hạ đứa nhỏ sau nàng còn muốn trở về mang theo sào văn gã đến trương gia khi trong lòng nàng thật sự không có không cam lòng trước khi lâm chung hay không có đem sào văn sinh phụ nói cho cấp con trai Lương Hy thậm chí ngay cả sào lan lớn lên trong thế nào đều không biết. Bởi vì nàng chưa bao giờ ở sào văn trong nhà nhìn đến quá gì một trương có liên quan cho sào lan ảnh chụp. Nghĩ đến hôm qua tan rã trong không vui, Lương Hy quyết định cấp sào văn một ngày thời gian bình tĩnh một chút, cho nên là ở cùng Trần Nhạc Lăng ăn cơm qua đi một ngày mới tới cửa đi tìm hắn đàm công tác. Nhưng mà còn chưa đi đến sào văn cửa nhà, Lương Hy bước chân liền ngừng lại ánh mắt của nàng dừng ở tầng lầu góc xử trí phóng hai cái đại thùng rác lý. Đại khái là người vệ sinh mới thay đổi rác túi không lâu, trương nội rác chỉ có nhất túi, còn rất sạch sẽ. Có thể là đánh mất thời điểm chủ nhân gia không có gì nhẫn nại, bịch xốp khẩu đều không có hệ nhanh, lộ ra bên trong nội dung đến. Tự hồ là DVD, hoặc nhìn có chút nhìn quen mắt. Lương Hy đến gần, dùng ngón tay đem gói to bún, chứng thực trong lòng đoán rằng, nào nào chỉ thấy màu đen trong túi rác sở trang đều là DVD, sở hữu DVD hộp đều rất cũ kỹ, sắc thái ảm đạm, hiện ra ra năm đầu đến. Đại khái còn có DVD chủ nhân thường xuyên mở ra xem duyên cớ, hộp ngoại giấy chất đóng gói nhiều đều đã rách nát, bên cạnh nơi góc có trong suốt giao tu bổ dấu vết. Này đó, không có ngoại lệ, đều là tống hạ thành diễn quá lừa đảo. Đúng là xào văn gia cất chứa kia một bộ. Lương Hy khóe miệng nhất mân, đem kia túi này nọ theo thùng rác lý đem ra, để ở trên tay. Sau đó nàng đi mấy bước lộ, đè xuống xào văn gia chuông cửa. Lương Hy, ngươi cầm trong tay là cái gì? Mở cửa khi nữ nhân một tay lưng ở phía sau cho nên không nhìn thấy, hiện tại đóng cửa lại đi vào phòng khách. Sào văn mới phát hiện Lương Hy trên tay dẫn theo một cái màu đen bịch sốt, cổ túi túi, được không nhìn quen mắt. Hắn là là người rất thông minh, nhất đoán tức trung cho nên mặt lúc này lạnh xuống dưới thanh âm trầm thấp có gió lốc ở ngầm mãnh liệt lương hy chính là nói ta đã giúp ngươi cự kia bộ điện ảnh mời ngươi trong tay kia túi này nọ là từ chỗ nào đến sào văn cố chấp bàn lặp lại hỏi lương hy đón nhận ánh mắt của hắn thản nhiên nói hàng hiên trong thùng rác sào văn lạnh giọng nói đã là ở trong thùng rác kia thuyết minh nó là nhất túi rác không có nhặt trở về giá trị. Như vậy đầy đủ hết tất chứa, đã đánh mất thật sự đáng tiếc. Này là của ta này nọ, ném không ném là ta định đoạt. Đối phương nếu không là Lương Hy, chỉ sợ Sào Văn đã sớm tức giận, chỉ thấy hắn ánh mắt âm trầm, như là ở mạnh mẽ ức chế lòng ngực nội lệ khí, ta không biết là đáng tiếc, như vậy nó lại không thể tiếc. Lương Hy nghiêm cẩn nói. Sào Văn, không cần làm để cho mình hối hận sự tình này đó đĩa phim sở chịu tải ý nghĩa quá nặng ta vì sao phải hối hận sào văn hít sâu một hơi lương hy ngươi không nên quản chuyện này bắt nó cho ta ta muốn là cho ngươi chỉ sợ ngươi sẽ không là liền đem bọn họ quăng trong thùng rác đơn giản như vậy cho ta ngươi đã đã bắt nó đã đánh mất khi hiện tại ta nhặt trở về liền là của ta này nọ lương hy nói cái gì đều sẽ không nhường sào văn hủy diệt này túi này nọ ta vì sao cấp cho ngươi? Nghe vậy, Sào Văn gầm nhẹ một tiếng. Lương Hy. Nói xong, hắn đưa tay đến đoạt Lương Hy trong tay gói to, mà Lương Hy nhanh nhẹn hướng giữ một bên, né đi qua. Cũng không ngờ đến rác túi quá mỏng, không chịu nổi này đôi DVD sức nặng, nhưng lại tại đây nhất điên bên trong phá cái động, khiến cho trong túi cái đĩa đột nhiên trong lúc đó đều bùng bùng ném tới trên đất. Nhất hỗn độn, nhất thất dằn co lập tức chỉ thấy sào văn như điên rồi một loại tùy tay nắm lên trên đất một mâm điệp, thô bạo mở ra, khu ra kia trương quan quyển, nhưng lại liền muốn làm bộ đem bài đoạn, cũng may lương hy ngăn cản hắn. Nàng chính diện nắm giữ sào văn cổ tay, nâng lên thanh lượng, quát. Sào văn, ngươi đang trốn tránh cái gì? Rõ ràng là như thế này quý trọng này đó DVD, đi đến chỗ nào đều phải mang theo một hai trương, đãi ở nhà khi lăn qua lộn lại xem, ngay cả phong bì phá đều sẽ dè dặt cẩn trọng dùng trong suốt dẻo hảo. Rõ ràng là như thế này không đành lòng gạt bỏ, bằng không như thế nào ở cuộc sống quẩn bách khi, cho dù cơ hồ biến bán sở hữu gia cụ, cũng cố ý ở phòng khách lưu lại tivi cùng đầu đĩa. Rõ ràng tự như sở hữu đứa nhỏ giống nhau, đối phụ thân của tự mình ôm có một phần khác khao cùng kính ngưỡng. Là một hà tổng là phủ định. Sào văn một đôi đôi mắt tối tăm, thẳng tắp trành đi lại, mang theo vài phần sững sờ. Ngươi có biết? Là. Lương Hy nhẹ giọng nói, ta đoán được. Đùng, Sào văn nới ra đĩa phim, vật đi theo một tiếng vang nhỏ rơi trên mặt đất. Hắn ngã ngồi xuống trên đất, cúi đầu, bả vai rộng lớn gầy yếu, ở nhất phân tán DVD trung giống cái bất lực cô độc đứa nhỏ. Lương Hy quỳ xuống đến, ôm nhu ôm lấy hắn. Nàng gặp qua nhiều lắm thảm đạm nhân sinh, lan bạc kỳ hồ, mệnh đồ nhiều suyễn, trong đó so sào văn còn muốn đáng thương bất hạnh hơn đi, nhưng nàng chưa bao giờ vì này động dung quá. Có lẽ nàng thật sự ứng câu nói kia, nhân là ích kỷ động vật. Đối đãi chuyện không liên quan chính mình nhân, sinh lão bệnh tử đều khả mắt lạnh tướng xem, khả nếu là đối mặt bản thân trong lòng để ý nhân, liền tính đối phương chính là bị một điểm tiểu ủy khuất, cũng sẽ bởi vậy cảm thấy khổ sở, vì này đau lòng. Vì thế nàng khuynh tẫn có khả năng, ngốc an ủi nói, không phải sợ, vô luận phát sinh cái gì ta đều sẽ cùng của ngươi. Cứ như vậy qua 20 phút. Sào văn rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Khóe mắt hắn có chút hồng. Này đó điệp, đều là mẹ ta di vật. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 68 Kim Châu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com không có gì bất ngờ xảy ra, thanh xuân Kỷ, kịch tổ hùng hùng hổ hổ sát vào 9 tháng kim châu điện ảnh chương. Phim nhựa bản thân nhập vây quanh tốt nhất trung chúc thành tựu bản phim truyện cùng tốt nhất đạo diễn sử nữ làm thưởng, Kha Thanh Di nhập vây tốt nhất biên kịch, Nhan Mạng cùng Sào Văn Đồng thời nhập vây tốt nhất tân diễn viên thưởng. Một cái kịch tổ nhập vây 4 giải thưởng, có thể nói bị chịu chú mục. Năm nay Kim Châu Điện Ảnh Chương không ở nơi khác, mà là tuyển ở B Thị Cử Hành. Trao giải điển lễ hôm đó, Thanh Xuân Kỷ, kịch tổ chậm rãi đến đây một đám người, bị xếp hạng vị thứ ba gặp may thảm, trong đó trương trạch việc lấy đầu tư phương thân phận cùng Kha Thanh Di làm bạn tham dự, mặt sau đi theo hai cái phó đạo cùng bốn vị diễn viên chính, trai tài gái sắc, tinh thần phấn chấn bồng bột, được không hấp nhân ánh mắt. Không hề nghi ngờ, Sào Văn là nhất dễ thấy. Hắn chiều cao một m 9 khoan kiên chân dài, cái đầu cao gầy, vốn là chói mắt hôm nay tạo hình là lý lạc cấp làm, ô phát thoáng sửa một chút, không có sơ thành lưng đầu, mà là thả xuống dưới, cùng phim nhựa trung trình đông hàng tạo hình gần, tán mấy phân thanh xuân hơi thở. Của hắn ngủ quan góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, mặt mày phá lệ thâm thúy, một đôi đôi mắt hắt đắc tượng là muốn dọc ra mặt đến, làn da tại đây hơn hai tháng đang điều dưỡng bạch trở về sáu phần. Đơn giản một bộ sơ mi trắng thêm hắt tây trang bị hắn ăn mặc đến đẹp mắt cực kỳ xuất hiện tại công chúng trước mặt hắn khóe môi vi câu tựa tiếu phi tiếu nhưng trong khung xa cách vẫn là hội thích hợp phát ra làm cho người ta có loại xa không thể kịp khoảng cách cảm không có ai có thể so sào văn càng thích hợp mặt hắc bạch buộc lại kỳ thực bước thảm đỏ thời điểm sào văn là không lớn cao hứng lên sân khấu tiền hắn cố ý muốn lương hy cùng hắn cùng đi thảm đỏ cùng chung vinh quang cùng màn ảnh liền như lúc trước lâm tiểu ngọc cuối cùng một lần gặp may thảm khi chính là kéo thái hoành mẫn xuất trướng chính là lấy lương hy giờ này ngày này địa vị còn chưa đủ tư cách liền tính thật sự hỗn đi vào đến lúc đó ảnh chụp chảy ra bị người hỏi này là vị ấy chỉ biết rất là xấu hổ cho nên lúc này đây lương hy không có y hắn nàng liền cùng ba năm trước giống nhau chính là đứng ở thảm đỏ tận cùng chờ khu chờ bọn hắn đi tới sau lại gia nhập trong đó sau đó cùng nhau tiến trao giải tiệc tối hội trường lần trước như vậy đứng khi bên người nàng còn đứng phương tự khi đó nàng vẫn là một cái đối vòng giải trí hoàn toàn không biết gì cả người mới sào văn bề ngoài quả thật xuất sắc ba năm trước không có tiếng tâm gì thời gian bằng mặt cùng dáng người có thể ở thảm đỏ thượng thắng được một mảnh thét chói tai hiện tại có tác phẩm tiếng hô càng là cao cảnh giới tuyến ngoại có cô nương dơ sào văn phan hậu viên hội bài tử cùng kêu lên hô kỳ kỳ quái quái khẩu hiệu trước mắt hậu viên hội hội trưởng kỳ thực là lương hy trợ lý chu tịnh rất nhiều thời điểm người qua đường biến thành đen không phải là bởi vì này minh tinh thế nào mà là bởi vì bọn họ gia phan thế nào cho nên phương tự đi ăn mán khác chu tịnh vì lương hy sử dụng sau lương hy khiến cho chu tịnh tổ kiến phan đoàn sự tình đem hoang dại phấn nhóm đều tụ ở cùng nhau có tổ chức còn có quy củ có quy củ còn có quản thúc lời như vậy cũng có thể ở một mức độ nào đó ước thúc phan chiêu hắc tố sơ có rất nhiều hoàn toàn hướng mặt vào muội tử, đại thái cũng mới sơ trung học bộ dáng, cá tính phô trương, không phục quản, là trên internet nhất đẳng nhất bình xịt, phân phân chung có thể cùng nói xào văn không người tốt tê đứng lên, việc nhỏ làm lớn, người như thế cũng thật là không được, nhưng mà chu tịnh hiển nhiên là ma cao một thước nói cao một trượng, ở trên internet tài ăn nói so với trong hiện thực hảo, húng cho nàng nhóm mặt xám mày cho, tối nữa sau bị thanh ra hậu viên hội, một nửa bị nàng thu hoạch tiểu đệ. Trách không được phương tự trăm phương nghìn kế muốn đem nàng lấy đi. Lương Hy xem nên diện đi tới Sào Văn, trên mặt cũng hiện lên nhợt nhạt tươi cười. Đại khái Sào Văn cũng không biết, nàng lần đầu tiên thấy hắn, kỳ thực là ở ép điện sinh hoạt ảnh chương thảm đỏ phía trên. Lúc đó màn ảnh lóe ra, nam tử ở náo nhiệt bên trong trầm tĩnh như sông băng. Chính thất thần, Sào Văn đám người dĩ nhiên đến gần. Hắn đi ở tối sườn, tới gần Lương Hy phương hướng, nhân nói vậy cũng thuận tiện. Hắn hơi hơi khuynh thân, thấp giọng nói. Lần sau vô luận như thế nào, đều phải cùng đi. Hai tháng tiền, Lương Hy đã biết Sào văn trong lòng cái kia bí mật. Này đó điệp, đều là mẹ ta di vật. Nam nhân ngồi dưới đất, hầu kết cao thấp hoạt động, khàn khàn mở miệng nói. Sào Lan còn chưa có sinh bệnh thời điểm, liền từng nói với ta, ta sinh phụ là Tống Hạ Thành. Sào văn thanh âm rất nặng, giống như là thấp minh đàn lô, Nàng là cái đáng sợ nữ nhân. Nói lên này đó chuyện cũ đến bình tĩnh đắc tượng là ở tự thuật người khác chuyện xưa. Ngươi căn bản vô pháp phỏng đoán nàng kết quả là hỉ vẫn là giận, mà vô luận ngươi có nguyện ý hay không nghe, nàng đều có biện pháp nhường ngươi có biết toàn bộ chuyện xưa. Nàng thường xuyên đem cửa dùng chìa khóa khóa lên, kéo nhanh rèm cửa sổ, quan thượng đăng, sau đó ở trong phòng phóng tống hạ thành phim truyền hình cho ta xem mà nàng an vị ở bên người ta, thường thường bình tĩnh nhắc nhở ta, ba người muốn xuất ra. Hắn rốt cục nguyện ý nói. Lương Hy biết, bản thân lúc này chỉ cần làm tốt một kẻ lắng nghe. Sào Lan nói, Tống Hạ thành kỹ thuật diễn nhất lưu, cũng là một cái không hơn không kém lạng nhân. Sào Văn cười cười, hoài ta rời nhà trốn đi kia đoạn thời gian, nàng đi tìm Tống Hạ thành, nhưng là khi đó hắn đã nhiễm độc nghiện, tỳ khí so bình thường còn muốn giữ dằn, thường xuyên đánh xào lan, thậm chí còn tưởng xào lan sinh hạ ta sau, lấy ta đi bán tiền, mua khóa. Nghe đến đó, Lương Hy không khỏi ôm chặt trong lòng nam nhân vài phần. Cho nên sau này xào lan lại trốn thoát, ở bằng hữu tiếp tế hạ sinh ra ta, sau đó bắt cho sinh kế, mang theo ta trở về xào gia. Cuối cùng, gần như lẩm bẩm nói. Cũng thật sự là kỳ, nàng cái loại này tính cách nhân vậy mà còn có thể có bằng hữu. Lương Hy chỉ hỏi một vấn đề. Mẹ ngươi đối ngươi tốt sao? Sào văn mặt không biểu cảm nói. Trước khi lâm chung, nàng nằm ở trên giường bệnh, đội chụp dưỡng khí, suy yếu lại bình tĩnh nói với ta nàng không có khả năng yêu ta, bởi vì nàng đã đem nàng cả đời này sở hữu nhiệt liệt cảm tình đều cho Tống Hạ Thành. Nàng nói liền tính nàng sống đến 100 tuổi, với ta mà nói cũng cùng nàng hiện tại sẽ chết đi giống nhau, không có sai biệt, làm cho ta tự giải quyết cho tốt cỡ nào nhẫn tâm mẫu thân cỡ nào cố chấp nữ nhân cùng lương hy trong tưởng tượng tùy hứng chiều chuộng đại tiểu thư hình tượng xuất nhập quá lớn nhưng không thể không nói sào văn tính cách trên nhiều khía cạnh đều hẳn là tùy sào lan hoặc hứa sào lan đều không phải không thương ngươi lương hy phỏng đoán cũng ý đồ an ủi sào văn nếu thật là như vậy nàng liền sẽ không như thế trải qua phiêu lưu đem ngươi sinh hạ đến sau đó vì ngươi lại trở lại sào gia hơn nữa sau này đem ngươi cùng nơi mang tiếng trương gia. Ta nghĩ, nàng nội tâm là thật mâu thuẫn, nàng đối tống hạ thành yêu hận đang xen, cho nên muốn muốn ở trên người ngươi tiết phát quán hận, nhưng là như thế này làm đồng thời nàng lại mang trong lòng ấy nấy, lại vô lực bồi thường. Ngươi có nghĩ tới hay không, nàng hấp hối là lúc nói những lời này, tuy là bị thương của ngươi tâm, lại kỳ thực là ở đem ngươi đẩy ra, để tránh ngươi ở nàng sau khi khổ sở. Cái kia nữ nhân, có lẽ chính là lấy một loại tàn khốc lại ngu xuẩn phương pháp tra tấn bản thân đổi lấy cứu lại nhưng lại có lẽ đúng như nàng lời nói nàng đem cả đời nhiệt tình đều hiến cho tống hạ thành cho nên lưu cho sào văn chỉ có nản lòng sự cho tới bây giờ sự thật chân tướng đã tùy nàng mai nhập hoàng thổ nhưng sào văn không thể cùng bị kéo vào phần mộ vì cái gì muốn bắt đời trước sai lầm đến trừng phạt bản thân đâu nàng ôn nhu nói vô luận như thế nào sào lan cùng tống hạ thành đã đến hoàng tuyền lý dây dưa đi hiện tại lưu lại cũng chỉ có này đó không có sự sống dvd thôi trước không nói tống hạ thành là phụ thân ngươi chuyện này đang theo diễn viên này góc độ mà nói ngươi là thật thưởng thức của hắn biểu diễn đi sào lan qua đời nhiều năm như vậy không ai lại buộc ngươi xem tống hạ thành diễn quá diễn nhưng ngươi vẫn là hội bắt bọn nó lục ra đến truyền phát là vì vì bản thân cũng thích cũng quý trọng này đó tác phẩm đi Sào văn không nói gì, nhưng Lương Hy có thể thấy hắn nắm chặt nắm tay. Thích chính là thích, vì sao muốn chạy trốn tránh đâu. Gần là bởi vì bọn họ đối với ngươi không tốt, ngươi liền muốn thay đổi bản thân sao. Ngươi đối sào lan tôn kính, đối tống hạ thành thưởng thức, vì sao muốn từ người khác tới phủ định đâu. Mấy thứ này cũng là mẫu thân ngươi di vật, lại là ngươi trong ngày thường quý trọng cất chứa, ném bị hủy sẽ chỉ làm bản thân hối hận thống khổ thôi, vĩnh viễn đi không ra kia phiến bóng ma. Sào văn trầm mặt một trận, đột nhiên nói. Lúc trước tiếng vòng giải trí khi lớn nhất ý niệm chính là, ta nhất định phải siêu việt tống hạ thành. Lương Hy nới ra hắn, xem ánh mắt hắn, kiên định nói. Ngươi có thể. Hiện tại công bố đệ 35 giới Kim Châu thưởng tốt nhất tân diễn viên thưởng, trên vũ đài màn hình lớn đảo qua rất nhiều cái diễn viên khuôn mặt, hoặc tuổi trẻ hoặc thành thục, hoặc anh tuấn hoặc mỹ lệ, chúc mừng, thanh xuân Kỷ, Trung trình đông hàng sức diễn giả, sào văn. Trao giải khách quý vừa dứt lời, màn ảnh lớn thượng liền bắt đầu truyền phát, thanh xuân Kỷ, bên trong đoạn ngắn. Là trong phim cuối cùng một tuần kịch. Bạch sở An Hòa Trình Đông Hàng cùng nhau tham gia trung học đồng học tụ hội, trong lúc này cùng ngựa tre du minh trạch cửu biệt gặp lại. Sắm vai nữ chính ngang mạng đi ra góc, bất kỳ nhiên nhìn đến lẳng lặng đứng ở cạnh tường Trình Đông Hàng nàng biết hắn nhất định là nghe được bản thân cùng Du Minh Trạch đối thoại, cho là có chút xấu hổ hỏi. Làm sao ngươi đứng ở chỗ này? Màn huỳnh quan thượng cho Sào Văn Anh Tuấn khuôn mặt một cái đặc tả, chỉ thấy hắn thần sắc bình tĩnh, đáy mắt lại lộ ra nhẵn nhụi ôm nhu. Hắn ôn hòa nói. Lão sư cùng các đồng học đi trước, ta đang đợi ngươi. Ngượng ngùng. Sào Văn đi lên phía trước, đưa tay sờ sờ mu bàn tay nàng, sau đó khẽ to mày đem bản thân thâm sắc khăn quàng cổ giải xuống dưới vây quanh ở đối phương trên cổ thanh tuyến trầm thấp là sào văn bản nhân xứng âm giàu có từ tính không đều cho ngươi mặc nhiều điểm sao thế nào thủ cùng khối băng giống nhau ta vừa dùng nước lạnh rửa tay nói xong lời này bạch sở ninh mới ý thức đến không khí không đúng khăn quàng cổ thượng thượng tồn trình đông hàng nhiệt độ cơ thể mũi đều quanh quẩn đối phương khô mát hơi thở bạch sở ninh kinh ngạc ngẩng đầu chống lại trình đông hàng trong suốt trong sáng đôi mắt hắn xem bạch sở ninh mỉm cười ta đang đợi ngươi hình ảnh dừng hình ảnh dưới đài vỗ tay như thủy triều thanh xuân kỷ kịch tổ nhân tranh tướng đứng lên cùng sào văn ôm ấp lương hy đưa tay chưởng đều chụp đỏ lương hy sào văn cuối cùng một cái ôm lấy nàng lương hy vỗ vỗ của hắn phía sau lưng cười nói đi thôi năm trước giờ phút này, không có ai sẽ dự đoán được thanh xuân kỹ, thành tích sẽ như vậy hảo. Sào văn bắt tốt nhất tân diễn viên thưởng, mà phim nhựa bản thân cũng đoạt được tốt nhất đạo diễn xử nữ làm thưởng. Người sau tự nhiên là Kha Thanh Di lên đài dẫn thưởng, nàng mặc một thân màu đỏ tía sắc lễ phục dạ hội, tóc kéo cao, lộ ra duyên dáng cổ cùng xương vai, cầm cúp thủ đều ở phát trung. Dưới đài luôn luôn có câu ôm nhu ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng ở lấy được thưởng cảm nghĩ cuối cùng kha thanh di đứng ở trên đài cười nói cuối cùng ta muốn cảm tạ của ta vị hôn phu trương tiên sinh ngượng ngùng làm cho hắn đợi lâu hiện tại đã cầm thưởng vậy ta phải thực hiện cùng hắn lời hứa là thời điểm kết hôn dưới đài một mảnh cười vang trương trạch việt khóe miệng dơ lên tao nhã vỗ tay lan hoàng ở một bên hưng phấn mà hỏi trạch việt ca ngươi cùng kha đạo tính toán bao lâu cử hành hôn lễ a à? Trương Trạch Việt miễn cười nói. Chờ sang năm đầu xuân, liền đem sự tình cấp làm. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua tọa ở phía trước sào văn, cười dài mà nói. Đường huynh, làm đệ đệ ta cần phải đi trước một bước, ngươi hảo hảo cố lên, nhưng đừng trễ nhiều lắm. Cũng không biết Kha Thanh Di đến cùng nói với hắn chút gì đó. Sào văn quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hừ nói. Chẳng qua là yêu sớm mà thôi, có cái gì rất đắc ý. Trương Trạch Việt dở khóc dở cười, đại học yêu đương hẳn là không gọi yêu sớm thôi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 69 Ôn Nhu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lấy Kha Thanh Di cá tính, được thưởng, tự nhiên là muốn dẫn kịch tổ hảo hảo mà chúc mừng một fan, cuốn lên cái suốt đêm suốt đêm cho nên đợi đến Lương Hy đem xào văn đưa về nhà thời điểm đã là ngày hôm sau rạng sáng lục điểm. Tuy rằng là có Lương Hy giúp đỡ trắng rượu, không đến mức túy đến bất tỉnh nhân sự nông nổi, nhưng xào văn vẫn là bị quán không ít đi xuống. Lương Hy nhớ tới xào văn trước kia uống say đánh nhau sự tình, nguyên tưởng rằng hắn say rượu sẽ rất làm ầm ĩ, lại không nghĩ rằng của hắn rượu phẩm ra ngoài ngoài ý muốn hảo, say sau ngược lại càng yên tĩnh, tùy ý Lương Hy lôi kéo, nếu không có đầy người mùi rượu cùng hơi chút trì động ánh mắt, đều nhìn không ra đến người này là uống say. Lương Hy từ trên người hắn tìm ra gia môn chìa khóa, đem cửa mở ra về sau, đem Sào Văn Sam đi vào. Nhưng mà ngay tại nàng khóa cửa thời điểm, một đoàn bóng ma bỗng nhiên bao phủ lại nàng. Nàng cảm thấy thất kinh, vội vàng xoay người, lại phát hiện Sào Văn lúc này cách nàng quá gần, lẫn nhau chỉ có tam chỉ khoan khoảng cách chỉ thấy cặp kia hắc diệu thạch bàn đôi mắt như là sinh một tầng mê môn sương mù, chính trực thẳng nhìn chăm chú vào bản thân. Nam nhân phủ thân tới gần nàng, tay phải để tường, đem lương hy cả người vòng ở bản thân cùng vách tường trong lúc đó. Hắn nói chuyện khi thanh âm trầm thấp, mang theo tử khí nhiệt khí phun ở của nàng bên tai, giống như là nóng trực ngọn lửa, hơi thở sở dính chỗ độ ấm đột nhiên thăng. Nhưng mà hắn một mặt nghiêm túc, như là muốn trịnh trọng tuyên bố cái gì đại sự dường như vách tường đông lương hy hoài nghi bản thân nghe lầm sửng sốt hạ cái gì vách tường đông vì thế sào văn lặp lại nói một lần vẻ mặt đúng là cực độ nghiêm cẩn một chữ một chút lương hy phốc một chút nở nụ cười nhíu mày nói ngươi ở vách tường đông ta sào văn sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu động tác sau bình thường muốn chậm chạp chỉ nghe hắn một bộ nghiêm trang nói sát thanh ngày đó ngươi vách tường đông ta đây đều là năm nào tháng nào chuyện cũ năm xưa lương hy bật cười chẳng qua là cái trò chơi trừng phạt mà thôi ngươi vậy mà nhớ cho tới hôm nay không cho ngươi sào văn dù sao cũng là say nói chuyện hơi lớn đầu lưỡi vách tường đông người khác lương hy buồn cười nói hảo 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 đã biết ngươi nhanh ngủ đi này đều trời sắp sắn không được như là muốn nỗ lực vẫn duy trì thanh tĩnh sào văn quơ quơ đầu lại mạnh chớp chớp mắt tiếp theo tiếp tục thập phần trịnh trọng xem lương hy nói còn có chuyện phải làm lương hy bất đắc dĩ nói ngươi đều túy thành như vậy còn ngô lời còn chưa nói hết nàng chỉ cảm thấy trước mặt bổng tối sầm kia cổ nóng rực mùi rượu càng gần còn không đãi nàng phản ứng đi lại liền cảm giác trên môi nhất trọng bị người lỗ mãn dáng một chút tiếp theo dây liền cắn cắn đứng lên. Của nàng sau lưng để vách tường, không chỗ có thể trốn, nhưng lưu lại lý trí vẫn là làm nàng hướng sườn nghiêng đầu, dục muốn trốn tránh, cũng không ngờ sào văn dùng tay phải một phen chế trụ của nàng cái ót, tay kia thì bò lên của nàng thắt lưng, đem nàng chặt chẽ giam cầm ở trong ngực, khiến cho giữa hai người khoảng cách kéo càng gần, cơ hồ là kề sát lẫn nhau. Lương Hy đêm nay cũng uống không ít, bị sào văn như vậy ôm thân, trong ốc tựa như đường ngắn giống nhau, tất cả đều là trống rỗng, kinh ngạc cùng hoảng loạn phô thiên cái địa mà đến, trong khoảng thời gian ngắn đã quên giải dụa. Lần trước hôn môi đều là năm kia sự tình, huống chi nàng cùng Vinh Vũ Đông chưa bao giờ hôn sâu quá. Cho nên nàng hiện tại vô thố đắc tượng cái vị thành niên thiếu nữ, căn bản không biết như thế nào phản ứng, chỉ có theo bản năng trúc trắc đáp lại. Sào văn bình thường thoạt nhìn thập phần thành thật, thanh tâm quả dục, khả túy sau cũng là thay đổi một bộ bộ dáng, cường thế đắc tượng đầu ác sói, không khỏi phân trần hút lương hy cánh môi, khiêu khai đối phương khớp hàm, tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, nhiệt liệt mà bá đạo, như là muốn đem lương hy sinh nuốt tiếng trong bụng thông thường. Lương hy mặt đã sớm hồng đến bên tai, tự hạn chế như nàng cũng không cảm thấy tại đây cùng loạn hôn môi bên trong rối loạn hơi thở, hô hấp dồn dập lên, thậm chí có loại hít thở không thông cảm giác. Làm cuối cùng một tia lý trí bị thiêu đoạn thời điểm, nàng kìm lòng không đậu hoàng thượng nam nhân cổ dĩ nhiên sa vào tại đây tràn hôn môi bên trong hai người triền miên hồi lâu phương lời lẽ chia lìa hô hấp nặng nề sào văn ôm lấy khóe môi nheo lại ánh mắt dùng chóp mũi cọ, cọ cọ lương hy gò má giống như là con chó nhỏ làm nũng thông thường ngươi đừng cọ ta ngứa lại mở miệng khi lương hy thanh âm dĩ nhiên khàn khàn trên mặt nàng ửng hồng y ở biểu cảm lúng túng có chút thẹn thùng như là đem những lời này nghe lọt được, sào văn không cọ, ngược lại ôm nhu ở lương hy gò má đến bên tai rơi xuống mật mật tế hôn. Hắn nhanh ôm chặt trong lòng nhân, bả đầu chôn ở lương hy gáy qua chỗ, khứu trên người nàng mùi, đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Yên tâm, ta sẽ không. Ân, ta chỉ là rất tưởng thân ngươi, có chút nhịn không được. Sào văn nghiêm cẩn ngữ khí như là ở làm kiểm điểm, chỉ nghe hắn tiếng trầm nói, nhưng ta sẽ không giống như hắn. hắn là cái loạn nhân. ta không cần giống như hắn. nói xong nói xong, của hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng liền cùng thì thào thông thường. nhưng lương hy nghe hiểu. xào văn chỉ là tống hạ thành. nhưng mà chờ nàng triệt để hiểu được lời này ý tứ sau, của nàng mặt càng đỏ hơn, thậm chí lưng đều có chút cương. xấu hổ là lúc, nàng liếm liếm môi, mở miệng nói cái kia. Không nghĩ tới bên tai truyền đến sào Văn đều đều tiếng hít thở. Người này nhưng lại chôn ở nàng trên vai đang ngủ. Lương Hy dở khóc dở cười, chỉ có đem cao nàng gần 30cm sào Văn ngay cả giá mang tha chuyển đến trên giường. Chờ nàng giúp sào văn đem tay trang áo khoác cùng giày thoát, đắp lên chăn mỏng, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, trên giường kia vốn nên ngủ nhân nhưng lại đột nhiên bắt được cổ tay nàng. Lương Hy kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sào văn nửa mở con ngươi đen, một bộ túy tướng, nhưng trên mặt tươi cười cũng là so gì thời điểm đều phải nhu hòa. Chỉ nghe hắn mơ mơ màng màng nói. Ta, ta sẽ kiếm rất nhiều tiền đưa cho ngươi, ngươi đừng đi quản người khác. Vợ, lương hy xấu hổ đến đến cơ hồ là chạy trối chết. Trở lại bản thân trụ cho thuê phòng sau, Lương Hy ngã vào trên giường, thanh tỉnh một nửa, cả người lại hỗn loạn gấp đôi túy thời điểm tận tình yêu hận không nghĩ nhiều như vậy hiện tại tìm về lý trí liền bắt đầu nhìn trước ngó sau sầu đông sầu tây sào văn là uống hồ đồ vẫn là say rượu phun thực ngôn hắn hôn nàng thuyết minh hắn thích nàng sao người nọ uống say rượu nói không chừng vừa ngủ dậy cái gì đều nhớ không được bản thân muốn nói với hắn việc này sao vạn nhất hắn tỉnh lại sau thật sự không nhớ rõ khi nàng nên làm cái gì bây giờ vẫn là giống bình thường như vậy ở chung. Nếu hắn nhớ được làm sao bây giờ? Người đại diện cùng thuộc hạ nghệ nhân yêu đương là tối kỵ. Nghĩ đến đây, Lương Hy trong lòng chợt lạnh, như là bị từ đầu hắt tiếp theo biểu nước lạnh, sở hữu thiếu nữ suy nghĩ đều bị tách ra. Lúc trước nàng cùng Vinh Vũ đông kết giao khi bất quá chính là một cái chấp hành người đại diện, còn đều phải trốn trốn tránh tránh, thường xuyên cảm thấy bản thân phạm vào đại sai, hiện tại nàng là sào văn người đại diện, trưởng đà toàn cục, càng là muốn bảo trì lý trí, lúc nào cũng cẩn thận, thiết không thể ở trên tình cảm có điều vượt qua, bằng không rất có khả năng làm cho sau hạ quyết định phán đoán khi xử trí theo cảm tính, ngược lại là hại sao văn. Tư nhân tình cảm đang làm việc bên trong nhất vướng bận. Huống hồ. Nàng không là thích hợp yêu đương nhân, vinh vũ đông này vết xe đổ liền bãi ở nơi đó. Có lẽ sào văn chẳng qua là giống khi đó vũ đông giống nhau, nhất thời tân kỳ, đợi đến thật sự ở cùng nhau, liền sẽ phát hiện nàng là như vậy bình thản không thú vị, làm người ta thất vọng, đến lúc đó hai người tính cách không hợp, đồ tăng hiểu lầm cùng hỗn loạn, ai cũng không tốt quá. Tương đối mà nói, nàng vẫn là càng thích hợp một người độc lai like độc vãng. Như hứa hẹn như vậy, Lương Hy là thật tâm tưởng bồi xào văn ở diễn nghệ trên đường đi đến cuối cùng. Không bao giờ nữa tưởng bởi vì cảm tình vấn đề, dẫm lên vết xe đổ, bỏ dở nửa chừng vẫn là bảo trì hiện trạng đi. Lương Hy trong lòng một đoàn loạn ma, nhưng chung quy là chống cự không được cùng tác dụng, nhưng lại cứ như vậy cùng y ở trên giường nghỉ nghỉ đang ngủ, cao mày. Bất quá nàng này một giấc ngủ cũng không lâu dài. Di động của nàng trù hoạch hơn 10 cái đồng hồ báo thức, nhắc nhở nàng ở bất đồng thời gian điểm muốn làm cái gì. Còn có rất nhiều công tác chờ nàng đi làm, Sào Văn hiện tại có thể nghỉ ngơi, nhưng nàng này làm người đại diện tuyệt đối không được. 2 giờ chiều bán thời điểm, Lương Hy muốn đi tiếp xào văn đi thu nhất đương bên trong tống nghệ tiết mục, này thông cáo là nàng còn tại hương cảng khi liền tiếp được, chẳng qua nhân đài truyền hình kia phương nguyên nhân dời lại đã muộn một tháng, hiện tại mới đi lục. Nàng ngồi ở bảo mẫu trên xe, là nhường tiểu tạ mang lý lạc đi lên lầu tiếp xào văn. Sào văn đoạt được Kim Châu tốt nhất tân diễn viên thưởng, lại diễn viên chính kịch bản, tương đối vô luận, cùng điện ảnh, âm u cạm bẫy, xưa đâu bằng nay, tuy là người sau còn chưa chiếu phim, nhưng là đủ để khiến cho truyền thông chú ý độ, cho nên hiện tại xuất môn cũng không thể tùy tiện xuất ra, nhưng lý lạc vì hắn làm tốt cơ bản tạo hình sau tài năng lộ mặt. Về phần cụ thể cẩn thận giả dạng nhu đến đài truyền hình hóa trang gian sau lại tiến hành. Sào văn trụ cột hảo, không hóa trang cũng tốt xem, cho nên Lương Hy cố ý dặn dò quá lý lạc, đối sào văn cũng không thể giống phía trước đối liễu vi vi cái loại này nữ tinh như vậy nùng trang diễm mạc, chỉ dùng thoáng chỉnh làm một chút, không cần một bộ vừa thức dậy đến loạn thất bát tao bộ dáng là được rồi, tận lực tự nhiên điểm, đi vững vàng, sáng sủa lộ tuyến. Nói thật, nàng thật sự là chịu không nổi phương tự hiện tại cấp vinh vũ đông định tạo hình chiêu số, này đều 27 tuổi người, còn đi hoa Mỹ Nam lộ tuyến, trang điểm phải cùng 10 tuổi thần tượng nghệ nhân không sai biệt lắm, vốn liền tính trẻ con nhân thoạt nhìn càng thêm phô trương, tân nhất kỳ, giải trí xem điểm bì mặt vừa ra tới dọa lương hy nhảy dựng. Bất quá đại khái cũng liền chỉ có nàng một người xem không vừa mắt, tự phương tự mang theo Vinh Vũ Đông đến ngu phái về sau, Vinh Vũ Đông phan đàn lại khổng lồ không ít, nổi bật thượng nghiền áp đồng kỳ đương hồng tiểu sinh Hà Lê Sáng. Chính là phấn nhiều, hắc cũng không ít. Không có chờ bao lâu, Sào Văn đã rơi xuống, trên mặt đội một cái kính râm, Lý Lạc cùng tạ dương một tả một hữu theo hắn giống như là hai cái ải hộ phu hộ tống đại ca xuất ra dường như. Lương Hy theo bên trong giúp xào văn đem cửa cấp mở ra, nam nhân loan thắt lưng ngồi tiến vào. Cho dù cách kính râm, Lương Hy cũng có thể cảm nhận được đối phương sáng quắc ánh mắt. Nàng chỉ trong xào văn không nhớ rõ sáng nay sự tình, vì thế dường như không có việc gì đem văn kiện theo trong bao lấy ra, đưa cho xào văn. Đây là tiết mục tổ bên kia tân phát đến kịch bản, sửa lại thứ ba khâu đoạn lý vài cái chi tiết ngươi lại nhìn một cái. Ô tô chuyển động, xào văn tháo xuống kính râm, lộ ra thâm thúy mặt mày. Hắn tiếp nhận kịch bản, trầm giọng nói. Tối hôm qua, tối hôm qua mọi người đều ngoạn quá khùng. Lương Hy không giấu vết đánh gãy lời nói của hắn, ngữ khí thoải mái, mỉm cười nói, hôm nay rạng sáng đưa ngươi về nhà thời điểm, Lan Hoàng cũng đã túy chết ở trong phòng, hắn trợ lý sợ có cậu tử thường lui tới, cũng chưa dám ngủ, ở cửa luôn luôn thủ. Ngươi uống rất nhiều, phỏng chừng cũng nhỏ nhặt nhi, nhớ không đến. Ta nhớ được. Sào văn xem nàng, nghiêm cẩn nói, ta cái gì đều nhớ được. Lương Hy sửng sốt, có chút chật vật đừng khai ánh mắt, thanh cụ một tiếng, làm bộ như nghe không hiểu bộ dáng, cười nói. Ta biết ngươi trí nhớ hảo, nhưng cẩn thận khởi kiến, vẫn là lại quen thuộc xuống đài bản đi. Minh Bạch Lương Hy ý tứ, sào văn ánh mắt ảm đi xuống, khóe miệng nhất. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi gật đầu nói. Ngươi cảm thấy thế nào hảo, ta liền sẽ thế nào làm? Sào văn là sào văn, hắn vĩnh viễn sẽ không giống vinh vũ đông lúc trước như vậy càng quấy. Hắn là một cái thành thục thả ôn nhu nhân. Lương Hy trong lòng đổ lợi hại, vì thế đưa tay đem cửa sổ xe đè xuống, thổi phong, không lại nói chuyện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 70 Hồng Ngọc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đầu tháng 10, Lương Hy ứng hoa thịnh hạ đạt chỉ lệnh, mang theo sào văn tham dự một hồi từ thiện đấu giá hội. Trận này đấu giá hội chủ sự phương là Bê Thị Hồng càng bán đấu giá công ty hữu hạn, kinh thành đặng gia sản nghiệp, trên thực tế chính là từ đặng gia phu nhân mọi sự làm chủ. Này vị đặng phu nhân ở kinh thành phu nhân trong vòng khá có danh tiếng, lấy hảo làm công ích từ thiện xưng, ở cả nước phụ liên trung cũng rất là sinh động. Lương Hy từng ở đưa tin thượng gặp qua của nàng ảnh chụp, tươi cười thân thiết, hơi mập, lộ ra một dòng thư hương khí chất, theo nói từng lưu học hải ngoại, bằng cấp cùng lòng dạ đều rất cao, cùng đặng gia lão gia chỉ do chính trị đám hỏi, đứa nhỏ sinh sau các ngoạn cát, nàng phát triển sự nghiệp của chính mình, còn giúp đỡ trong đại học nghiên cứu khoa học hạng mục, thế giới các nơi 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 chạy chút không vì đặng gia lão gia luôn luôn tin tình cảm phiền lòng. Đặng gia thiệp vòng luẩn quẩn nhiều, bởi vậy trận này đấu giá hội cũng tụ tập các đi các giới nhân sĩ, vòng giải trí tự nhiên cũng có người ở, vài cái thế gia ngoại thích danh nghĩa giải trí trong công ty nhân là trốn không thoát, trừ này đó ra còn mời khác đương hồng thả gốc có người mạch nghệ nhân hoặc nghiệp nội nhân. Một đường đi đến đại đường, Lương Hy thấy được không ít quen thuộc gương mặt. Đã từng thủ hạ bại tướng Dương Nhạn cùng Lam Chỉ Kỳ, Ngân Hà nghệ thuật tổng giám kim người đại diện mạnh cẩn cùng nàng mang tần sang, quả táo đài truyền hình tuyên phát tổng bày ra tiền tiên sinh, y giải trí, phó chủ biên lưu trạch. Cùng với, lương hy, biệt lai vô dạng. Thương cân động cốt 100 thiên, non nửa năm không gặp, phương tự trên người thương sớm cũng đã tốt lắm, lúc này đứng ở rộng thoáng đại đường bên trong, tây trang dày da, dáng người thon dài, trên mũi giá mắt kính không biết khi nào thay đổi một bộ, không lại là nhã nhặn tơ vàng một bên, mà là thành hắc khuôn, không khéo nghiêm cẩn giảm đi vài phần, thủ nhi đại chi ánh mặt trời sang sản, hoặc nhìn tốt lắm nói chuyện bộ dáng. Lấy một loại xảo diệu phương thức che giấu ở mũi nhọn. Bên người hắn là thân mang quần áo đỏ ứng váy dài lý minh thi, chỉ thấy nàng sợi tóc kéo cao, đừng trân châu vật trang sức, trên mặt hóa nùng trang, mặt mày lưu chuyển phong tình, đã xuất lạc thành một cái thành thục quyến rũ nữ nhân, cùng chỗ thức khi cái kia thanh thuần một mặt tiểu cô nương tưởng như hai người nàng theo phương tự ánh mắt vọng đi lại chu môi hé mở cười đến mặt mày công công lương hy ngươi cũng tới rồi đã đối phương đều chủ động chào hỏi như vậy lương hy cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ vì thế dẫn sào văn tiến lên khách khách khí khí mỉm cười nói thật lâu không thấy xem ra phương tiên sinh thân thể đã hoàn toàn tốt lắm nàng cùng phương tự hiện tại đều tự lập môn hộ tương đương nói là phản bội thái hoành mẫn đã ngay cả sư phụ đều phản khi này thanh sư huynh hô lên đến lại có ý nghĩa gì huống chi ngày ấy phương tự nhất ngôn nhất ngữ cho tới bây giờ đều làm lương hy cảm thấy trái tim băng giá nàng thật sự không đồng ý xưng một cái đem nhân tâm đùa bỡn cho cổ trưởng gian bởi vì sư huynh nghe được lương hy này thanh xa lạ xưng hô lý Mính thi ngẩn ra nhưng mà phương tự tươi cười như thường tự hồ một điểm đều không thèm để ý đa tạ quan tâm đã không có đáng ngại ngược lại lại đối lương hy phía sau sào văn nói đúng rồi còn chưa có chúc mừng sào văn đâu hai năm một lần kim châu tân diễn viên thưởng cũng không phải là hảo lấy bao nhiêu nhân tha thiết mong nhìn đâu rất giỏi a à, rất giỏi sào văn khẽ vuốt cầm, ấn cấp bậc lễ nghĩa trả lời quá khen đa tạ phương tự cười hiếp mắt nói lương hy năm đó quả thật là thật tinh mắt ngươi là khối thượng màn ảnh lớn chất liệu ta gần nhất đã ở cân nhắc cấp vũ đông tiếp bộ điện ảnh đến diễn diễn nói không chừng tương lai kia một ngày hắn còn có thể may mắn cùng ngươi một cái kịch tổ hợp làm đâu đến lúc đó còn muốn mời ngươi nhiều hơn chỉ giáo ta đoán hai ngươi hẳn là hội rất chơi thân thật sự không được không là còn có lương hy như vậy một cái cộng đồng đề tài thôi của hắn lời nói này thật sự là có chút không có hảo ý lương hy trên mặt mặc dù vẫn là lộ vẻ cười ánh mắt lại chợt lạnh xuống dưới sào văn thản nhiên nói phương tiên sinh sau lưng nghị nhân cũng không phải là cái gì chuyện tốt cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra phương tự ha ha nở nụ cười là ta đầu bị mã đá nói mê sản hắn chớp mắt xin lỗi nói nhưng trong lời nói cũng không thấy được của hắn thành ý bất quá ngắn hạn trong vòng vũ đông là sẽ không đóng phim dù sao liên tục tiếp thật nhiều phiến ước như là hiện tại hắn liền còn tại tỉnh ngoài quay phim phỏng chừng muốn cuối năm tài năng đã trở lại ta muốn là nói với hắn ta ở trong này gặp lương hy hắn khẳng định phải hối hận tử vì sao không có thỉnh cả đêm giả gấp trở về lương hy lạnh lùng xem hắn phương tiên sinh thật biết nói đùa phương tự như là chú ý không đến nàng đáy mắt độ ấm dường như tiếp tục lấy một bộ thoải mái trêu ghẹo ngữ khí nói nào có đùa mọi người đều biết lương hy ngươi cấp vũ đông làm quá chấp kinh tận tâm tận lực vũ đông cũng rất là cảm kích ngươi cho tới bây giờ vẫn là như thế nhưng là lương hy ngươi có phải không phải có chút bạc tình nhìn hắn không ở ta tả hữu đều không hỏi xem ta ngươi đã từng hợp tác đi nơi nào thật đúng là chỉ thấy tân nhân cười không nghe thấy người cũ khóc này rõ ràng là đang tố khổ trào phúng sào văn mặt không biểu cảm xem phương tự nói thái hoành mẫn không đang đấu giá hiện trường khả phương tiên sinh lại không tìm người hỏi thăm một chút là chủ sự phương không mời vẫn là thái hoành mẫn ra chuyện gì đây là phủ cũng có chút bạc tình đâu phương tự không ngờ tới sào văn hội chen vào nói nhất thời ánh mắt trầm xuống lương hy đã không muốn cùng phương tự nói chuyện với nhau đi xuống nàng xa xa thấy được hầu thị hai huynh đệ chỉ thấy hầu ngạn sâm mặt thâm sắc âu phục chấp nhất một ly rượu đỏ ở cùng hai trung niên nhân nói chuyện với nhau mà phía sau hắn hậu ngạn lâm tắt mặt vẽ có trừ tượng đồ án vệ y cùng thấp đang khố, trang điểm tựa như cái phố vũ thiếu niên, cật nhã ở cùng nữ sinh bắt chuyện. Thật sự là tiên minh đối lập. Này lưỡng huynh để xuất hiện tại nơi này cũng không kỳ quái, hậu ngạn lâm đại tỷ hậu ngạn trễ chính là đặng gia nàng dâu, cho nên đặng phu nhân này bãi bọn họ đương nhiên là muốn đến nâng lên. Vì thế Lương Hy nói, Phương tiên sinh, ngượng ngùng, ta được mang theo sào văn đi theo hầu tổng chào hỏi, chỉ sợ muốn thất cùng với. Phương tự mỉm cười, hoặc nhìn tương đương nho nhã. Đi thôi, ta khả nghe nói ngươi cái kia tân lão bản không được tốt hầu hạ. Lương Hy không có lại để ý hắn, thẳng mang theo sào văn theo bên người hắn đi qua. Đãi hai người đi rồi, Lý Mính thi thấu đi lên nhẹ giọng nói. Phương tự ca, không cần tức giận. Tức giận. Phương tự cười nhíu mày, ta nơi nào có tức giận. Như quả không là khí lương hy đổi giọng gọi ngươi phương tiên sinh, ngươi tại sao có thể như vậy cùng nàng đối chọi gây gắt đâu. Lý Mính Thi lo lắng xem hắn, ngữ khí khẩn thiết, tuy rằng ta không biết ngươi cùng lương hy trong lúc đó đã xảy ra cái gì, nhưng ta biết có mâu thuẫn liền muốn nỗ lực đi hóa giải, không nói đến ngươi cùng lương hy sư huynh muội một hồi, có nhiều năm như vậy tình nghị, lương hy nhân hảo, là cái đáng giá thâm giao bằng hữu, cứ như vậy bởi vậy hình đồng người lạ hoặc là trở thành địch nhân không là rất đáng tiếc sao phương tự đáy mắt vẻ mặt phức tạp nhưng này chính là chợt lóe lên hắn cười đến phong khinh vân đạm tựa như thật sự sự tình gì đều không có thông thường ngươi suy nghĩ nhiều quá ta không có tức giận bán đấu giá mau bắt đầu chúng ta đi thôi hắn biết lương hy là người tốt khả hắn cũng biết hắn chẳng phải đấu giá hội sắp bắt đầu Lương Hy cùng Sào Văn vào chỗ, bọn họ tên cửa hiệu là 52. Kỳ thực đến này một chuyến cũng bất quá là lộ lộ mặt soát soát tồn tại cảm, hiện tại ngồi ở chỗ này thuần túy là bồi thái tử đọc sách, Sào Văn hiện tại vừa phát triển đứng lên, nào có tiền đến ngoạn bán đấu giá. Bình thường Lương Hy có định kỳ theo Sào Văn tiền lý rút ra một phần xuất ra đầu nhập đến công ích bên trong, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng coi như là tâm ý, quanh năm suốt tháng kiên trì đi xuống, có thể đến giúp rất nhiều người. Từ thiện đấu giá hội thượng từ thiện thật sự là rất cao điều xa hoa, không là bọn hắn có thể có khả năng. Nhằm chán là lúc, Lương Hy mở ra trên bàn sách nhỏ tử, bên trong có lần này đấu giá hội chụp phẩm tin tức. Làm nhìn đến thứ tư dạng chụp phẩm khi, Lương Hy cả người đều cứng lại rồi. Đó là một khối cùng điền hồng ngọc, quy cách vì, sắc màu sáng ngời, ngọc thể thông thấu, tạo hình trình biểu trạng, như là dục hỏa trùng sinh phượng hoàng triển cánh, trong bụng quyển có ráng đỏ. Không được hoàng mỹ là ngọc thân có điều tổn hại, điểu bụng phía bên phải có một rõ ràng tiểu chỗ hổng, quan theo hình ảnh thượng có thể nhìn ra được đến, này đại khái chính là nó giá quy định chỉ có 3 vạn nguyên nhân. Nàng làm sao có thể nhận thức không ra nó? Trong nháy mắt, lương hy đồng tử co rút nhanh, da đầu rung lên, bên tai vọng lại khởi trời sụp đất nước bàn nổ vang, trước mắt hiện ra một mảnh huyết sắc, ngày xưa chi cảnh rành rành trước mắt, nàng thậm chí cảm thấy hô hấp cũng trầm trọng đứng lên bình tĩnh như nàng nhưng lại cũng sẽ sợ hãi chiếm được hai tay phát run bắt không được một quyển khinh bạc sách nhỏ tử chỉ vì này này nọ đã từng bạo vọng lại quái lực quá mức làm cho người ta sợ hãi thuần hỏa nàng dùng đầu ngón tay vuốt ve trên giấy lạnh lẽo màu đỏ thất thần thì thào ra khối này ngọc tên thật thiên khải sáu năm nàng rời đi kim lăng mang theo lương hạo đám người ra roi thuốc ngựa ngày đêm kim trình, đến kinh thành Tây Nam Vương Cung Hán cùng Đông Hán nhân chạm trán, vì chính là thủ ngụy trung hiền hứa cấp lương gia bảo vật. Một khối tên là Thuần Hỏa Hồng Ngọc. Lương Hy gắt gao nhìn chầm chầm đồ bên trong ngọc khối, khó có thể tin kiếp này lại vẫn có thể lần thứ hai thấy nó. Lương Hy Nàng còn nhớ rõ đó là một cái ngày nắng gắt, vạn lý không mây, trong thành hòa hợp êm thấm nàng nhớ được vừa mới tiến thành hậu lương hạo khó xử một cái tiểu hài tử. Nàng thậm chí nhớ được đến chạm tráng là vương cung hán giam hán thái giám vương hải. Sau đó, lương hy. Nàng sự cho tới bây giờ đều không thể tin được kia ngọc lý nhưng lại ẩn giấu như thế hoang đường lực lượng, nhưng lại dẫn tới thiên hàng kỳ tai, tiếng sấm cuồn cuộn, hỏa cầu hoành lũi, hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. Rồi sau đó, lương gia ảnh vệ toàn quân bị diệt, nàng bỏ mình hồn do tồn, đi tới trăm năm sau. Gặp hoáng hai lần đối phương cũng không ứng, Sào Văn đưa tay phủ phủ Lương Hy mặt, thấp giọng hỏi nói. Như thế nào? Lương Hy này mới hồi phục tinh thần lại, lúc này nhanh đưa tay hắn hất ra, khiển trách. Ở đây truyền thông nhiều như vậy, ngươi tưởng lĩnh hoàng thưởng sau liền thượng tin tức sao? Dứt lời nàng ý thức được bản thân nhân, thuần hỏa mà nhiễu nổi lòng, ngữ khí nặng, vì thế bắt buộc bản thân tỉnh táo lại nói thực xin lỗi, ta vừa rồi rất hung, ngươi không cần để ý. Sào văn chính là hỏi. Ngươi là đang nhìn cái này chụp phẩm sao? Nói xong, hắn thon dài ngón trỏ rơi xuống hồng ngọc hình ảnh thượng. Tùy tiện nhìn xem mà thôi. Lương Hy che giấu cười cười, khối này ngọc rất đẹp mắt, đáng tiếc chính là có chỗ thiếu hụt, không biết là ai đồ cất giữ. Sào văn nói. Vừa rồi nghe hầu ngạn lâm nói, tiền tứ kiện đều là đặng phu nhân tư tàng ngươi vừa mới có phải không phải nói cái tên xuất ra. Thuần hỏa. Lương Hy nửa thật nửa giả nói. Không có gì, chỉ là nhớ tới như vậy một cái danh mà thôi. Thuần hỏa là 12 tinh thứ chi nhất, cổ chi hỏa chính, hoặc thực cho tâm, hoặc thực cho trụ, lấy xuất nhập hỏa. Là cố trụ vì thuần hỏa, tâm vì đại hỏa. Mấy ngày hôm trước ở trên mạng nhìn vài cái có liên quan chim tinh bái thiếp, liền đem này từ nhớ kỹ mà thôi sào văn ứng thanh không có hỏi nhiều nữa cái gì năm phút sau bán đấu giá sư lên đài đấu giá hội chính thức bắt đầu tác giả có chuyện muốn nói l yên tâm thuần hỏa hiện tại chính là một khối phổ thông ngọc thạch sẽ không đem lương hy lại mang về cổ đại về phần thuần hỏa vì sao sẽ có lớn như vậy ma lực kỳ thực ta cũng không đi đặt ra sau lưng chuyện xưa xuyên việt đều có thể tồn tại như vậy xin mời không cần để ý một khối hồng ngọc vì sao có thể khiến cho nổ mạnh tốt sao ba bị đạp bay kỳ thực cũng có tính toán quá tại đây khối ngọc thượng làm văn tỉ như nửa đường xuất ra cái huyền học cao nhân a âm dương sư a cái gì hay hoặc là là nguyên lương hy tan hết hồng phách lại đột nhiên tụ lên trở về tìm lương hy muốn thân thể cái gì nhưng cảm thấy rất căng ta chỉ tưởng im lặng viết thiên vòng giải trí văn mỗi ngày tác đường ta đều rất mệt không nghĩ lại tróc quỷ cùng tham thảo thế giới bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video